ho mà muốn ói luôn là biết mình bệnh nặng lắm nè. Trời đất ơi, sao tội nghiệp quá vậy nè. Khi tôi chụp á, chị làm ơn đừng có ói nha, kỳ lắm nha. Dạ. Tôi đếm chị đừng ói, ráng nằm thôi. Dạ. Rên thôi. Dạ. Này không có thu tiếng nha. Dạ dạ. 2, 3. Rồi. Cảm ơn chị. Trời ơi. Bởi vì thấy chưa, bây giờ á, mình nhìn lên á, thì mình thấy nhiều cái nó tốt đẹp, nhiều cái người ta giàu có lắm. Nhưng mình thử mình nhìn xuống đây, đó, bao nhiêu cảnh đời vậy nè. Tội nghiệp không? Con cái đâu không có rồi để nằm ở ngoài đường vậy nè. Đã khổ rồi, đi đua xe chứ cho té chạy mặt hết vậy. Dạ con ơi, em bị ung thư giai đoạn cuối. Ung thư hả? Dạ. Giai đoạn cuối mà sao nhìn thấy còn khỏe quá ha. Dạ yếu lắm, giờ nằm đây chứ đâu có đi được đâu anh ơi. Anh cứu em với, giúp em nha anh ơi. Thôi được rồi, được rồi. Hôm nay là tôi đi làm dạ. Cái chuyến công tác từ thiện nên là từ từ đi, tôi hỏi thăm từng người. Ông anh bị cái gì vậy? Dạ, tật nguyền từ nhỏ. Cái này là giống như bị tai biến á. Dạ, không phải, bị tật từ nhỏ. Từ nhỏ luôn hả? Bị kinh phong giật bị luôn. Bị luôn tới giờ luôn hả? Nay ông anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, gần 50 rồi. Trời đất ơi, nhìn gần 50 mà tưởng đâu 70 không á. Chú có cho thì cho, chứ chú nói nhiều quá mệt quá. Không thì tôi tới đây tôi nói cho ông anh tôi giới thiệu, tôi đang đi làm từ thiện cho mảnh đời cơ nhỡ, những cái mảnh đời như ông anh vậy đó. Yeah. Nhưng mà cũng phải tìm hiểu, thấy không, để mà mình làm, tại từ thiện phải làm đúng chỗ mới ý nghĩa được. Yeah. Nhiều khi ông anh giả thì sao tôi biết được, đúng không? Đó, trời ơi, đâu có ai mà đi giả chi chú ơi. Vậy hả? Thôi được rồi, bây giờ vậy nè. Tôi cũng có mới quà ở đây, nghe không? Dạ. Cho tôi 5.000 thôi, 5.000 thôi. 5.000. Tay này mới đủ nè. Tay này có 3.000. Tay này mới đủ 5.000 nè. Hỏi trống đi chứ, để hồi té. Để trống này biết 5.000, nói là biết 5.000 rồi. Rồi bà chị có cần cái gì không? Dạ còn tiền là chính chứ quà là phụ thôi, quà không có dùng được. Nói đây nè. Chú không cho tôi cũng được, chú giúp cho bà nhiều nhiều đi. Tôi xin 5.000 chứ chú cho bà 5 triệu rồi. Nè ông anh cầm 5.000 đỡ đi. Nghe không? Cảm ơn ông anh. Chúc ông anh nhiều may mắn, thành công trong công việc làm ăn, để ông anh đi lo chuyện xã hội. Rồi. Lo chuyện bao đồng. Ra lo chuyện giúp người. Đó, nói vậy sao được. Bây giờ nè chụp cho ông anh cái coi. Nghe không? Để là tôi chụp đây, để tôi đưa lên Facebook. Tôi thấy mấy đứa nhỏ nó hay làm vậy á mà. Nhưng mà cái ngón này đưa lên kỳ lắm, ta không hiểu gì hết á. Đưa ngón này, đó vậy đây, cái này úp vô đây. À 2, 3. Đó. Bây giờ tại tôi chụp tôi đưa lên Facebook á, để tôi kêu gọi mọi người, người ta chung tay góp sức vô nữa, thấy không? Dạ cảm ơn ông anh. Rồi đây. Chị ung thư phải không? Dạ. Thời kỳ cuối đúng không? Dạ. Tôi tặng chị hộp quà này nè. Quà cáp nó không có thực tế bằng tiền bạc chú ơi. Bà ơi, người ta cho mà, người ta nói của cho lấy mo đựng, bà cứ lấy đi. Đúng rồi. Tôi có lòng. Tôi đâu có dùng được mấy cái đồ ăn này đâu, tôi chỉ cần đâu tiền. Có biết là đồ gì lỡ ra đây đi, chị cứ mở ra. Còn cái thằng quỷ này sao nhờ nó tới nó chụp hình mà nó đâu mất tiêu rồi, nó chụp để nó bia mình mà nó đâu mất tiêu rồi. Thứ ba mới về. Ba con nào nú. Nãy giờ hai anh chị có gọi điện không vậy? Có điện thoại nhắn tin gì đâu, hai đứa nữa biết tụi đây nó tới à? Dạ không, khu vực này là tập đoàn mà. Nú. Tập đoàn cái bang đang ở đây hả? Không có quen nhau, hoàn cảnh cơ nhở ra đây ngồi hết à. Ở đây gọi là cái xóm cái bang đó chú ơi. Nó này, nó mị năm, mị liếc luôn. Là gì?
mày dịch coi. Mày đi chung nó mày biết hiểu tiếng nó mày dịch coi. Dịch đi con, sao con, nó nói gì con? Nó nói nhú ơi nhú. Nó nó 5.000 hả? Không, cho nó 5 hộp giống vậy. Hai cái người này tôi nghi nghi là có cái liên kết gì với nhau này. Không có ngồi. Thằng này nó đi chung mà nó nói thằng này không hiểu. Mà sao ông ngồi đây mà không quen. Nó đi chung nhưng mà tại nó nhỏ quá nó không hiểu. Còn con này tôi nói chuyện đó, hồi đó tôi có học về cái mà ra dấu của người khuyết tật. Rồi thôi nè. Mà sao nó biết tôi có 5 hộp quà hay ha? Chia ra, ổng kêu chia ra. Không, chú không có lấy. Cứ chia ra đi. Rồi. Nú. Nú hai, nú nói chuyện với con à. Con nói nú nghe. Tuổi thơ và ước mơ của con đã bị bóp nát. Trời ơi, nó mặc cái áo minh họa luôn à. Hay ha. Tội nghiệp quá con. Chú ơi chú, chú chơi gì mà chú chơi cà chớn hay chú phát quà mà không có quà, có cái hộp không vậy? Hết rồi đúng rồi. Trời ơi, nó chơi mắc dài quá. Không. Cái quà đây là hình thức thôi. Chứ không có quà. Là mang tính chất minh họa thôi. Hộp. Trong 5 hộp nó phải có 1 hộp có. Thấy không? Cứ vui đi. Không có nào có hết trơn à. Có quà. À, chú ơi chú. Đi cha. 5 hộp nó có 1 hộp có. Không có. Hộp cuối cùng có đó. Dạ. Dạ. Sao con? Con cha mẹ con đâu? Con mồ hôi cha mẹ. Chết hết rồi hả? Dạ. Trời ơi. Hoàn cảnh nó khổ lắm. Trời ơi. Dạ, quà đó. Quà quá rồi ai ăn ai nhịn. Bây giờ ung thư thời kỳ cuối là ưu tiên ăn trước đi. Trời cha nội, ung thư mà ăn chuối cho nó đuối luôn hả ông nội? Không phải. Tại chị á, nhiều khi chị bệnh, cái kiến thức chị nó không có trỗi dậy nên chị không có hiểu. Chuối này á, là nó đầy đủ. Cái này là gia tài của ông đó hả? Không phải, nó đầy đủ chất vitamin ở trong này. Nó sẽ hỗ trợ cho calo cho chị cả một ngày. Hôm nay chị nằm đây chị không mệt. Không, cứ ăn vô đi. Ông anh. Tôi nghe nói á mấy người. Im đi, tôi nói cho nè. Làm như có quen nhau rồi ta. Không phải, bà trước sau gì cũng chết. Có ăn cái chuối này rồi bà cũng chết. Bà cần tiền hơn. Chuối này nó nhiều chất bổ, chú ăn đi, chú lấy sức khỏe đặng chú lo cho những người khổ như tụi tôi. Tôi nghe nói ăn chuối nó mọc tóc dữ lắm, ăn đi cho tóc nó mọc. Thôi thì bây giờ ăn chuối là không mọc tóc. Nếu ăn chuối mọc tóc tôi đâu có gửi tặng chị. Thôi được rồi, nếu không nhận cái phần này, phải không? Cái này là chủ yếu là muốn bồi bổ sức khỏe cho chị thôi. Thấy không? Còn cái chuyện tiền bạc á, lát tôi sẽ xin. Tôi xin cái tài khoản ngân hàng của mấy người tôi gửi vô. Trời ơi. Ông Hài cũng có tài khoản đó trời. Không cảm bị gì bây giờ ra đường. Không, ông có tài khoản rồi tôi mượn ông. Cái thẻ nhà băng ông đâu? Đó, thấy chưa? Có mà thấy không? Không có, làm gì có. Từ xưa tới giờ chưa biết cái nhà băng là bây cái giờ gì. Cái tay gãi mà còn chưa băng mà. Cả nhà nếu ấy là băng hết trả rồi. Trả lại cho ông nè, ông nội ơi, ông nội. Cho không, ông không có thực tế. Khoan, cứ ở đây bình tĩnh đi. Còn những cái tôi sẽ còn cái này là cái quà này là quý nhất luôn. Tôi gửi tặng. Trời ơi, sao nhìn ổng tôi tưởng Bạch Công Tử. Mà nãy giờ ông cho cái gì đó cũng giống như là nỗi thơ và ước mơ của con đã bị bóp nát rồi. Bị bóp nát tao biết rồi, khỏi nói. Con mồ môi ma mẹ. Rồi mà con bị bệnh trong đầu. Người ta kêu là bệnh tiểu năng. Mà con mê học lắm. Con thích đi học, con đam mê học. Con học quá trời, học lớp 1, học 7 năm trời vẫn học lớp 1. Nhưng bây giờ con vẫn muốn đi học. Chú, con thấy chú thương người. Chú hỗ trợ tài năng cho con đi, cho con đi học. Cái gì mà học bán vàng hay bán kim cương gì đó. Hỗ trợ cho con thì. Bây giờ chú hỏi con lần nữa. Dạ. Con cha mẹ con bỏ con hay là con bỏ cha mẹ con? Hay như thế nào con phải cho hoàn cảnh cho chú biết để chú lo cho con chứ. Sơ yếu lý lịch mà không có giấy mày cứ nói thoải mái đi. Cũng cho 5.000 thôi à. Chú.
Thu ơi, lúc mà con sinh ra là con chỉ có cái áo này quấn trong người thôi. Không, còn có 5.000 là may đó. Tôi chảy máu ung thư giai đoạn cuối mà cho 5 cái hộp không có mẹ gì trong này. Thấy chưa? Tôi nói chưa? Đúng. Để khoan, để chú chụp hình với con cái, để chú đưa lên Facebook chú nói cái tình hình của con, cái khổ này của con. Đó rồi. Con biết sao? Dạ sao chú? Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói mọi người thấy chưa? Tại sao có những người làm cha làm mẹ mà bỏ con nó khi nó còn đỏ hỏn? Nó chỉ biết là khi nào nó là nó chỉ có một cái áo trên người nó thôi mà nó nằm ngoài giữa đường. Làm cha làm mẹ như vậy thì có nên làm cha làm mẹ hay không? Thấy không? Trời ơi. Thôi thì thôi được như này. Rồi. Bây giờ chú dẫn con làm con nuôi luôn đi. Bây giờ chú sẽ hỗ trợ. Đây hôm nay nó hồi nãy giờ nói đi nói lại. Nói đi nói lại với mấy người nha. Không phải nói chứ. Tới đây hôm nay nè. Đây. Không à. Quà của các người đây. Quà của mọi người tôi đang nằm trong tay đây. Quà này là quà giá trị. Mà thực ra tôi không làm từ thiện thôi, mà tôi đã làm á, tôi phải làm cho nó tới bến. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú hỗ trợ cho cái này cho con. Con cầm đi. Cái này tôi gửi tặng cho 4 người nha. Cái gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Đổ ra coi. Trời ơi, mày đổ ra coi. Trời ơi. Hột sàn ông ơi. Hột sàn mà quá trời quá đất luôn ông ơi. Tôi mới qua Nam Phi tôi khai thác được cái mỏ kim cương bên đó. Trời ơi. Cái này tôi lượm mấy cái miếng mẻ về tôi tặng cho mọi người thôi. Trời ơi, mô phật. Sau này tôi sẽ hỗ trợ cho từng người một đi qua bên đó. Một ngày đi lượm cho tôi trả cho một nắm. Ừ. Vậy hả? Mèn ơi ông ơi. Hột sàn ông ơi. Hột sàn thiệt ông ơi. Trời ơi, cái thằng chụp chào mình. Ơi. Trời vô sập sập lẹ lên. Chụp chụp lẹ lên. Đó, chụp đưa lên, đưa lên. Chụp nghe, chụp để tôi đưa lên nha. Nè, nè, đó. Ta cho hột sàn nè. Chụp lên, chụp đi nè, nè. Đưa phúc. Tôi cái mặt tôi vô nè, đó. Nè, tôi đang hạnh phúc nè. Đó, tôi cho đó, tôi cho đó. Có chế độ quay không? Quay luôn. Tôi quay, cho. Quay luôn. Ờ, à, tôi cho nè. Hột sàn nè, tôi cho. Ê, ê, ê. Đập nó bể hết bây giờ, trời ơi, sao được. Đồ giả nói bể chứ đồ thiệt đâu có bể. Bể, bể chưa? Ủa, đồ giả hả? Bể rồi, đúng một lỗ luôn. Vậy hả? Ủa gì hả? Là sao cái này là đồ đầm bậy rồi. Đồ giả hả? Đồ giả hả? Chụp tiếp. Đồ giả. Chụp chi? Chụp chi? Đồ giả phải chụp chứ. Thôi đừng chụp, đừng chụp. Đồ giả đừng chụp. Thế thì đồ giả mà tự nhiên cho cái này làm gì? Trời ơi trời. Trời ơi đồ giả đời, cho làm gì ông nội? Cuộc đời và ước mơ con đã bể bể bóp nát rồi. Bây giờ chú bóp nát trái tim con luôn hả? Tại sao trên đời này có người làm từ thiện mà lừa đảo như này? Trời đất. Tội nghiệp người ta chứ. Tôi từ chợ... từ giờ chưa bao giờ thấy hột sàn mà sợ chỉ hết á. Sợ mất á. Cột lại nhưng mà tại nãy bỏ vô không lấy sợi chỉ ra. Rồi dạ hả? Không phải cái này chụp, chụp. Thôi chụp quay. Không chụp được hả? Quay phim. Ờ quay phim đi. Cái này cũng xin quay phim cũng như không à. Cái này á là hồi nãy nó bán cho tôi. Ê quên. Tôi qua bên Nam Phi tôi gom mà sao kỳ lại là giả ta. Thôi được rồi, thôi được rồi. Thôi giờ cứ tạm thời đi. Tạm thời cầm cái này đi để vài bữa ra tôi đổi cái thiệt cho. Giờ chuyện ăn học của con giờ sao? Chú tài trợ con ăn học thành tài chứ. Ăn học thì thôi được rồi. Để chú cho chú tiền. Thôi để rồi chú tính sao nha. Rồi chú biết địa chỉ là nãy ông anh có nói là tụi con là tập trung đây. Rồi về chú lo cái vụ này đi. Chú đi nói cái chuyện này nó làm ba cái đồ giả nó đưa chú về là mất uy tín. Đâu, chú. Đi về ngồi đầu. Ừ. Đi về ngồi đầu. Nó mất uy tín chú làm gì không có được. Đi đâu đi. Mày nhé, giữ mấy cái hình nó đàng hoàng ha. Rồi rồi. Để đưa lên Facebook. Rồi. PR cho tôi nha mà. Ừ. Rồi. Cái chuyện kia quay bỏ hết đi. Ai đây? Trời ơi, lần đầu tiên mới thấy ăn mày mà đó. Sang ghê ghê. Này chắc ăn mày chúa. Ăn mày chùm á. Chúa. Chùm ăn cái gì? Chúm. Mày nói cái gì? Hả? Ông nói ai không mày? Quen hả? Hả? Đâu quen đâu. Bước lên đây. Ông mới nói ai không mày? Ủa có cái tôi. Chữ xong cái chữ gì chữ sẹo trên đầu vậy hả? Tôi tự giới thiệu cho ông biết. À. Tôi chúa ăn mày là A Sa Lê Sẹo. Quê ở Trung Đông. Nhà bến xe miền Đông, làm việc bên mình thì Đông, thích ăn kỳ nhông, đặc biệt không bao giờ thích bóng. Không vô. Không vô, không vô. Đừng vỗ tay, không vô giận. Đặc biệt không thích bông chứ sao thích bóng mà sao đang ong ong không mà.
Tôi thích nói gì được không? Vậy hả? Ông là ai? Hả? Tôi là người đi làm từ thiện. Từ thiện? Những cái hoàn cảnh cơ cực quá, tôi tới tôi tặng người ta 5.000 với một cái chuối với lại kim cương, mà không ngờ kim cương á, người ta nó lừa tôi, nó đưa kim cương giả. Thôi được rồi, để tôi đang về để tôi tính lại. Ai lừa ông? Trời ơi, ngoài chợ không phải, ở ngoài bên Nam Phi tôi qua bển tôi vô ngay cái mỏ kim cương luôn mà. Ai tin ông? Cái đồ đó trong túi ông lấy ra là của ông chứ làm gì? Ông nói vậy làm sao tôi tin? Không phải, tôi qua bển thiệt. Tôi qua bển thiệt. Tôi có chụp hình mà hôm nay không có đem theo. Bữa nào rảnh thì tôi đưa cho coi. Cái mỏ kim cương lớn, cái bên có mỏ vàng nữa mà vàng nặng quá tôi rinh về không được, tôi lấy kim cương thôi. Mà này mẻ thôi đó, một ngày người ta khai thác ra cái dụng tôi đem về tôi tặng đó. Tôi nói cho ông biết, ông biết tôi lại không? Ha, chúa cái bàn. Ông biết những người này lại không? Ba má ông hả? Ông quên không phải. Ông có giỡn mặt với ông? Chứ ai? Những người này là người của tôi. Tôi chăn dắt những người này. Chăn dắt ơi, hưởng lên sức lao động của người khác. Ăn trên đầu trên cổ. Ăn trên đầu cha, đầu cổ người ta. Ăn thứ gì tưởng gì là ngon lắm mà. Cuộc đời của tôi ghét nhất những kẻ lương gạt. Những kẻ mà đại gia đội lớp từ thiện nhau. Ông nghĩ sao? Ông bố thí cho chúng ta mà ông đưa đồ giả là sao? Tôi bị lừa luôn mà. Bằng chứng nào? Tôi chỉ thấy là ông đưa đồ giả cho người này. Bằng chứng mai rảnh. Ông làm cho người ta đa hy vọng được cho người ta đau khổ. Đúng rồi, ổng lừa người ta đó. Thế sao đứng lên đi ngon rồi vậy? Trời ơi, đứng lên đi sầm thọc luôn, ngãi đi không nổi luôn, sao kỳ vậy? À, hiểu rồi ha. Còn mướn phóng viên nhà báo để chụp hình PR ha? Đúng rồi. Hả? Không phải bị gì, tôi không phải là dùng cái từ PR là không đúng. Tôi chỉ đưa lên Facebook, đưa lên mạng để tôi kêu gọi. Trời ơi, vừa nãy giờ quá ra là ông chụp hình đúng không tôi nè. Ông đưa lên Facebook không nội? Trời ơi, thứ gì nữa. Ôi, ơi, bà chớn à. Ung thư thời kỳ cuối. Ung thư thời kỳ cuối nhưng mà bực bội là phải bức xúc rồi. Bị bệnh nhưng mà bức xúc quá. Bây giờ ta trở lại bệnh là bình thường. Hay quá. Nói nhiều quá mệt quá đúng không? Thôi, cái chuyện mà tôi nói, cái vụ kim cương này á, thôi được rồi, để ngày mai anh cần á, tôi lại đây tôi dẫn cái người đó đem tất cả hình ảnh mà tôi đi qua Nam Phi cho anh coi, rồi anh biết anh tôi bị lừa ha. Ê chú, vậy cuối cùng là chú sao vậy? Chú chơi kỳ vậy, chú nói con tài trợ rồi xong rồi giờ chú chết quá kìa, là cuối cùng chú chụp hình con nãy giờ chú la, chú đăng lên trên mạng, chú nói là chú hả? Ngọng lại chứ, sao nói ngon vậy? Tuổi thơ nè, nhìn đã bị bóp nát rồi. Đó, nó vậy mới đúng nè. Vậy mới đúng á. Thấy chưa? Bây giờ tôi nói thẳng với ông anh luôn. Tôi là bị sự chăn dắt của ông này à. Nhưng mà tụi tôi chấp nhận á, là tại vì tụi tôi nhiều áp lực. Tụi tôi khổ sở quá, không có miếng đất cắm dùi, cho nên tụi tôi phải đi làm như vậy. Trong lương tâm thì tôi cũng không muốn. Nhưng mà ông anh cũng kỳ. Dạ. Cho có 5.000 đồng bạc, chưa được 5.000 nữa, tính ra có 4.000 thôi. Mà ông anh chụp hình quá trời, rồi về rồi ông anh đổ một đống hột nhựa, rồi ông anh nói làm từ thiện 500-700 tỷ. Làm như vậy là ác đức lắm. Đúng. Nè tôi trả lại cho ông nè. Thì còn ông cũng vậy. Sẵn đó tôi nói cho ông nghe luôn. Sao? Cuộc đời của ông á, ăn trên xương máu của người ta. Đó. Bắt tụi tôi phải đi lường gạt người ta. Nói thiệt với ông á, thà tôi về quê, tôi đi mần mướn, tôi không có làm nghề này nữa. Đó. Cái gì ba vậy? Công tình mình không gạt tao được, chơi khô máu luôn chứ. Mướn có khô máu đi rồi. Bây giờ nhỡ ngã, bây giờ biết nào mình bị không à? Bây giờ cháu sao? Bây giờ báo kia sao? Quýnh đâu? Bây giờ ông sao? Bây giờ ông sao? Trả lại tôi chứ. Bây giờ hả? Cái gì? Bây giờ ông chết mà nè. Trời ơi, chăn dắt kia cho bị tao quánh. Thấy không? Ra chụp hình thôi, bỏ bị quánh. Khổ quá. Ủa cái gì mà đặt SNL thẹo rồi nữa. Nghe nói đóng giang hồ mà cô tưởng ngon lắm. Ai ghê, nói được có mấy câu thôi bị quánh túi bụi luôn. Thôi được rồi. Đau một lần rồi thôi. Bây giờ chúng ta đến với buổi trưa để xem Thanh Vi sẽ xử lý như thế nào. Bắt đầu.
Và bây giờ đến buổi trưa. Cái gì ghê vậy? Cái gì? Đừng có hỏi. Một lát anh phải biết buổi trưa nó như thế nào. Tại sao anh phải bị như vậy? Quý vị biết không? Anh Duy á là chồng những diễn viên Kali. Không biết ổng có học hỏi kinh nghiệm từ Kali đã tham dự mấy cái số trước này. Không biết là ổng sẽ ứng phó ra sao với cái tình huống này. Chứ chưa gì hết mà thấy ông Tàu bạn tôi đó mà đã thấy mặt lá la ông sờm vậy. Quá vậy? Cái gì mà anh ghê lắm sao? Tao vô đi, vô. Cứ ghê, cứ từ từ mà thôi, nó còn thấy ghê hơn nhiều. Chỉ mới vài tuần trước thôi, cô vợ mới cưới Kali của chàng diễn viên điển trai Thanh Duy đã bị gia đình chủ quán chặt chém tơi tả khi bước vào hội quán. Với lý do đến đây để trả thù cho vợ, liệu rằng gia đình chủ quán có dễ dàng để Thanh Duy thực hiện điều đó? Bất ngờ lắm phải không? Đây sẽ là một nhân vật thú vị trong một cái tiểu phẩm nói về một trong số những vấn nạn nhức nhối nhất hiện nay. Quý vị nhìn mặt tôi có thể tưởng là ăn trộm, ăn cắp. Muốn biết tôi hóa thân thành nhân vật như thế nào thì hãy xem ngay sau đây. Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Ra đây coi. Bác sĩ đâu? Đau quá. Bác sĩ ở trong phòng. Bác sĩ đang làm thẩm mỹ. Bà kêu ra đây, tôi giờ đau quá. Giờ có chuyện gì? Lần nào cũng vậy, lần nào tôi vô gặp mặt bà tôi chán rồi. Bác sĩ đâu? Tôi bác là đâu? Người quản lý ở đây. Bây giờ anh cần cái gì, anh muốn cái gì, anh nói với tôi nha. Làm hư cái mặt của tôi rồi. Trời, hư cái gì, tôi cũng đây nè. Tôi là ở đây là tôi còn bị sự cố hơn anh nữa nè. Cái đó là chuyện của bà, tôi không quan tâm. Ngày nào tôi cũng bị đưa ra thí nghiệm đây nè. Mà tôi còn chưa có đau đớn gì. Mắc mớ anh đâu có đau hư, anh lột mặt anh ra coi coi tôi coi. Nhưng hư mà cái tôi gì? Đau đớn. Tôi bỏ tiền ra làm mà. Mà sửa cái mặt tôi hư hả? Mà hư cái gì? Trời ơi, có gì đâu mà hư. Cái này là cái môi nó đang xăm. Nó xăm lên thì nó sưng một chút xíu thôi. Tôi chứ không phải bà. Nói cho bà nghe, tôi thấy đi 3 lần rồi. Lần nào ông cũng nói vậy hết á. Nó đi về đi. Rồi nó xẹp, mà có thấy xẹp đâu. Có ai đời nào mà cái chân mày như vậy không hả? Có ai đời nào chân mày vậy không? Cái này là chân mày theo 3D. Có ai mà một bên lên một bên xuống thì không? Theo 3D thì nó cũng phải bằng nhau, còn cái này nó không cân bằng. Không mà nhìn kỹ đi, mà coi cái môi khừ lừ như vậy mà đẹp cái gì? Trời ơi, đây là... Thôi cái gì mà thôi. Bây giờ bà không kêu bác sĩ tôi la làng lên, tôi phá đồ ở đây là bà tin đâu. Hả? Bác sĩ đâu? Rồi cái gì vậy trời? Bây giờ bác sĩ đâu? Chụp luôn bảo đi. Bảo hành, bảo hành. Bác sĩ có ra đây không? Bảo hành hả? Trời ơi. Đẹp quá. Chị ai vậy, chế nào vậy? Này là bệnh nhân. Chế cái gì, chế cái gì? Vô đây thẩm mỹ viện mà bị bị hư. Không có bị hư mà không đang hư, bị sưng. Không hư hả? À, sửa nhà mình hả? À, đẹp quá. Hôm qua con tư vấn sửa rất đẹp ở đây chứ không phải sửa nhà. Đẹp quá, đẹp sửa quá, đẹp đó. Đẹp đi con khỉ. Đẹp đây, em phân tích cho anh coi. Phân lại tích đây, đi lại con. Lại đây, lại đây anh coi coi. Bác sĩ đâu? Không phân tích gì hết trơn. Từ để phân tích anh nghe. Đó. Đây nè. Đó, lúc tôi mới vô á thì đưa cái bản chuẩn đi nè, mắt dày mà cuối cùng cái chân mày tôi dày mà kêu đẹp hả? Trời ơi, tôi nói cho anh ai vậy không? Đó, nói vậy nè, môi trái tim, sửa cái môi thừa lời gì có tên nổi không? Nè. Vậy mà kêu đẹp, đẹp ông nội tôi chứ đẹp. Anh ngồi im đi, giờ anh ngồi xuống. Không có được, từ nhỏ lớn bị tăng động mà không ngồi được. Vậy giờ đang làm cái gì vậy? Đứng lên tiếp nè, kêu bác sĩ ra đi. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, tôi là bác sĩ cô, tôi nói chuyện với bác sĩ. Anh nói nghe nè, không bao giờ anh ngồi đi, em giờ em ngồi đi. Rồi đó, giờ em hỏi đi rồi, anh là không ngồi được. Giờ anh lại đây mới nói chuyện được với anh. Bây giờ em nói cho anh nghe, bác sĩ á, người ta sửa là phải coi tướng học nữa, hiểu không? Cái gì mà sửa mà coi tướng học, đâu phải thầy bói đâu bà. Bác sĩ ơi, tôi nói cho anh nghe, anh bình tĩnh nghe tôi nói nè. Người ta nói đàn ông miệng rộng thì sang, đàn đúng bà rồi. Miệng rộng tan quan cửa nhà. Bây giờ tụi tôi rớt cái miệng. Bà nói xạo trời hại, thấy chưa? Tự động nó rớt, thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Không có ai mà trời mà còn theo tôi nữa. Không, không. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết những anh gì. Anh là đàn ông, nó bị anh rộng tan quát như vậy nó mới sang, anh không hiểu không? Sang. Trời ơi, cái này là nó chích quá liều, bị sưng lên nè. Bây giờ anh ngồi yên có đi. Có con mắt nè, có ai con mắt gì đây, không? Đây. Bà nói miệng động sang, con mắt bà phân tích tôi kia coi. Trời ơi, cái này là lông mày lưỡi mát.
Lưỡi gì? Lưỡi mát. Là lưỡi gì? Là đàn ông phải có cái lông mày lưỡi mát nó mới lưỡi, sang. Lưỡi mát nó phải bằng nhau. Còn cái này một bên lên bên xuống mà đi sao? Tại vì cái cơ địa là cái mặt của anh, cái lông mày nó bị méo, nên tụi tôi phải xăm theo hình lông mày của anh. Thì bởi vậy là xăm sai. Mà xăm sai mà còn cãi nữa. Có ai chân mày lên xuống không? Đây nè. Tôi cổ sữa của nhà cũng đẹp vậy. Chân mày con bà là còn bằng nhau nữa nè. Sao chân mày tôi mà kêu hồi là sai? Bằng nhau đẹp nè. Đẹp cái con khỉ. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe, con tôi á, lông mày của nó đây nè, ngày xưa nó làm cũng y chang anh vậy đó. Khoan. Một thời gian thấy không, nó bằng nhau, nó y, nó đẹp như vậy đó. Mà sửa đâu? Sửa nhà đây đẹp không? Nhà tôi nè. Sửa đây luôn. Nhà luôn. Trời ơi. Rồi, bác sĩ tới. Khoan, ông giải thích cho tôi đi. Giải thích chuyện gì? Cậu có bình tĩnh. Dạ. Cậu vô đập phá nhà tôi quá vậy? Dạ, cái này khách họ vô họ phá nè. Ê, bác sĩ ơi. Nói vậy không phải nha. Bà nói sai trời hại nha, tôi không phá nha. Thôi được rồi, cứ vậy đi. Sao? Đó. Cậu gì bình tĩnh nói tôi nghe. Bác sĩ coi, bác sĩ làm cái mặt tôi vậy hả? Là sao? Cậu có gì không điều không không giữ ý, ngồi xuống đi, tôi với cậu nói chuyện với nhau. Cái môi tôi từ lừ như vậy. Rồi cái chân mày tôi một bên lên bên xuống. Mà ông kêu là đẹp hả? Cái gì cũng phải có lý do của nó chứ. Cậu có nhớ mà hôm cậu vô cậu sao? Làm cái môi không? Lúc đó là tôi đang có một cái chương trình khuyến mãi cho thẩm mỹ viện. Lúc đó cái môi mẫu chuẩn á là môi trái tim như vậy, đúng không? Rồi sao nữa? Nhưng mà tôi đã bơm cho cậu vừa đủ. Cậu lại yêu cầu khuyến mãi nó đi. Khuyến mãi nó đi, em được khuyến mãi. Không có nha. Lúc đó là tôi phê, là tôi nhắm mắt, tôi đâu có biết gì đâu mà tôi nói vậy. Anh sai rồi. Thì tôi tưởng anh phê là anh thích thú. Anh được sao mà thích được? Tóc nó đâu có mắc mớ gì mà nó phê. Chích thì người ta chích rồi, người ta đâu có phê. Phải chích thuốc tê mới phê. Dạ ông nội ơi. Rồi làm mà không chích thuốc tê đau quá sao chịu nổi. Dạ ông nội, con chích đây nè 10 lần con rất vậy, là hiểu. Mặt bà đẹp ghê vậy đó. Tôi chích 10 nghe lần. Con nói, mẹ nghe con nói. Thì tôi không nghe gì hết. Bây giờ giải thích đi. Tại sao? Thì đang giải thích cho anh nghe. Mà anh đang phê. Tôi tưởng anh thích nên tôi bơm vô nữa. Anh là anh bác phải sĩ có biểu. Anh là bác sĩ mà anh nói, anh có học mà anh nói vậy. Rồi phải có từng bước. Bây giờ anh giải thích tại sao nó như vậy. Mà cái chân mày nó như vậy, cái mũi cũng hơi gãy. Cái chân mày là cái lỗi, là lỗi của anh. Sao lỗi của tôi? Tôi đã kêu anh nằm dọc như vậy. Tôi đang xăm gian dở như vậy. Thì anh vô tình anh lại nói anh muốn đi toilet. Anh đứng dậy, anh đi vô toilet. Anh lại nằm ngược lại, lúc nào tôi có biết gì đâu. Trong phòng xăm nó đang sao tối mà. Sao biết được? Anh là bác sĩ, anh có đeo mắt kính, tức là mắt anh rất rõ. Thì làm sao mà anh nói anh không biết tôi xây chuyển chỗ nào, đúng không? Anh à, mọi chuyện có lý do của nó hết. Nhưng mà tôi thấy bây giờ gương mặt anh cũng đang dần dần hoàn mỹ rồi đó. Không có dần dần hoàn mỹ, cái giờ, tháng này rồi. Ơi, bây giờ là bây giờ là chân mày, anh ra chân mày rồi. Môi, anh đã ra môi rồi. Thì đúng rồi. Bây giờ còn thiếu cái mũi, cái mắt nữa. Bây giờ tôi sẽ bơm cái lỗ mũi anh mày nữa. Chân mày ra nữa. Thì gương mặt anh sẽ thật hoàn mỹ. Đúng rồi. Anh tin tôi đi. Hoàn mỹ mà bị hư á. Cái môi từ lừ nè. Không tin thì hỏi thử coi. Chuyện gì mà ồn ào vậy con? À, đây là cách con. Con thú. Con của tôi đón sửa cái mặt của tôi như vậy nè. Có chịu nổi không? Ba, con làm con phải tư vấn cho khách hàng chứ. Anh này tại tới lúc anh nói là anh muốn làm diễn viên, cho nên anh hai nghĩ là diễn viên bây giờ đối với người bình thường là quá bình thường. Cho nên anh phẫu thuật thành diễn viên phim hoạt hình. Nhỏ này nó nói gì á? Không, tôi muốn á, quá thân anh thành diễn viên con hậu vệ mặt trời. Chứ tôi có muốn quá trời bọc hình. Sửa xây bếp không, có cái thằng lính không, quân nhân cậu nói đầy không? Cậu nói giờ là đúng rồi. Ơi, hậu vệ của mặt trời. Mà cậu thấy không, cậu là thuộc hạng là mặt trời mà đứng bóng á, không có ai dám nhìn. Cậu thành công rồi. Đâu có thành công đỉnh rồi. Thành công. Ơi, thành công đỉnh rồi. Cái gia đình này nghi lắm nha. Tại sao? Đó nè, con chú đúng không? Nó nói cái gì nữa là nó thẩm mỹ ở đây. Ừ, mà cái chân mày nó bình thường, mà trong khi đó con cũng thẩm mỹ ở đây mà cái lên cái xuống. Ồ về chú nói về tôi không đồng ý. Không đồng ý cái gì? Bây giờ mỗi người có mỗi cái gu thẩm mỹ khác nhau. Có nhiều người họ cạo hết lông mày đây, họ xăm lên trên này, đó là tại sao họ muốn cái độ cao của cái này. Nhưng mà không có ai lên xuống ơi chú ơi. Hả? Đúng là vậy, không ai cái lên cái xuống. Nhưng vậy mà cái này theo tử vi thì được không? Được. Cuộc đời nó phải có thăng có trầm. Đúng rồi. Chứ nó đều đều vậy. Mà có cái lúc, có cái lúc nào mà có từ lừ không? Anh Hải ơi, chết rồi. Cái gì vậy? Ba, ba bị gì nè? Không. Ủa? Biết nữa. Em ba qua nhà anh thăm ba, thấy ba nằm đơ, thở không nổi. Ba bị gì ba? Đó. Trời ơi, thấy cháu đứa tôn của mình đó là mở ra cái thẩm mỹ viện thì thấy mừng quá.
ba mới muốn căng da mặt để cho nó trẻ lại. Không biết nó chích cái gì vô á, cái gì bô tóc gì mà nó chích sao mà có mặt ba bây giờ tới bữa nay nó cũng chưa sẹp nữa con. Ủa, làm gì cho ông nội vậy? Trời ơi, mày chích cái gì cho ông nội vậy con? Giờ bữa đó lương gạt đó chú ơi. Lương gạt cái gì đây ông? Ông này không biết bằng cấp thiệt hay không nữa. Cái này là cháu đích tôn của ông này. Trời ơi, ông nội mà ông chích banh xa la sát vậy luôn hả? Chích cái gì banh xa? Thì bởi vậy ông nội nó mà nó còn làm vậy huống chi là ông ý kiến là vậy. Nói được nè. Nói gì mà cũng nói được rồi. Nói cho mấy người biết. Trong gia đình ta chưa có ý kiến, người ngoài ý kiến chi? Trước khi tới đây, trước khi làm, anh làm hợp đồng với tôi. Tôi nghi liền, có cái thẩm mỹ viện nào mà làm hợp đồng mà ghi cái chữ vậy không? Hả? Đâu? Không có con dấu gì hết trơn á. Cái gì? Chuyên nghiệp gì kỳ vậy? Thì anh cũng biết vậy mà sao anh cắm đầu vô anh làm vậy? Đúng rồi. Tại vì tôi thấy anh nói hay quá. Tôi tin tưởng kìa, anh còn treo bằng đó mà giờ tôi không biết cái bằng nó bằng thiệt hay bằng giả nữa. Mà cái gì mà sao mà cái này chắc là giả rồi con ơi. Không. Làm gì sao mà có cái dụng mà tên là con tôi tên là cái gì đây? Đây nè. Cao đại thạc sĩ. Bây giờ là lo chữa cho ba nè. Đền tiền lại cho tôi đi. Bây giờ mặt tôi hư rồi tôi bỏ qua. Bây giờ giải quyết cho tôi đi. Bây giờ sao? Bây giờ giải quyết ông gì đây? Ông là bác sĩ dởm bằng cấp giả. Đền tiền đi. Bữa hôm qua con lấy của họ bao nhiêu tiền? Dạ thì bữa đó là bơm cái môi bao nhiêu tiền? Bơm cái môi là khoảng là 2 triệu ba. Bơm cái môi 2 triệu. Tôi sẽ trả lại cho anh 2 triệu. Anh trả lại phần silicon khuyến mãi cho con tôi. Rồi, cho đè xuống hút ra trước đi. Rồi, đúng rồi đi. Ừ, vậy đi. Lấy đồ đè xuống. Đi vô lấy đồ, lấy dao rồi nào ra. Thẳng với nhau hết. Cái nào khuyến mãi tôi lấy lại. Ông này là bác sĩ giả. Bây giờ giả ba tiền gì tôi khoan đã. Bây giờ tôi trả lại cho anh 2 triệu. Tôi lấy lại mớ silicon mà còn dư lúc ra. Rồi, ba dễ lắm, giờ đè xuống nặng cái mỏ thôi. Ngồi đây. Lấy tay nặng. Cái gì cũng giải quyết được hết trơn á. Yên tâm. Cái gì nó phải từ từ chứ. Đây nè, cả nhà mình tập trung vô đây. Ào như chợ gì có sao được. Tập trung vô đền bù cho cái thằng. Rồi, lỡ rút tôi là rút luôn ông nội luôn đi. Đâu. Thì đó là chuyện nhà tôi. Dạ. Anh nằm nó đi. Rồi em đưa hai cái tay ra làm sao hiện giờ thuốc mê ở trong phòng đã hết. Bây giờ có cái thông mê là đập cho xỉu thôi. Bây giờ không được, không cần. Anh chích vô sao không, ngồi anh đi. Phải lấy ra vậy. Đúng, bây giờ tôi lấy cho anh mê. Đập người ta tức là anh xạo rồi anh ơi. Cái này là anh thật, anh mua bằng cấp giả. Không có bác sĩ, không có bác sĩ nào mà làm như vậy hết á. Cái quan trọng ở đây á là có người chịu bán nên tụi tôi mới mua bằng cấp. Con mới nói cái gì? Dạ. Con nói cái gì bán? Trời ơi, không, ý con nói là chú này chú đổ thừa là thằng Đạt nhà mình á là bằng cấp giả. À, nhưng mà con nghĩ là nếu mà muốn kiện cái bằng cấp giả này á là phải tới cái chỗ mà người bán bằng chứ, đâu có nói mình được. Ủa, cái gì vậy là má thì vậy má, bữa hổm má nói là mua bằng thiệt cho con mà. Trời ơi, thấy chưa? Má mua cái sinh nhật của con. Thì má muốn mua cho con có nhiều cái bằng cấp để sau này con làm nghề con kiếm tiền ra chứ. Trời đâu ơi, có biết nữa là vậy? Bằng thiệt hay bằng giả đó. Thôi được rồi, bây giờ vậy. Ba thì tuổi đã cao rồi, mất đẻ mấy này chờ nó di chứng. Thôi để con dắt ba đi từ vũ. Cái gì vậy? Ông ơi, không có mày. Chồng con đi theo luôn đi ông ơi. Hả? Thôi đi. Ở đây cái nhà thiết kế. Bây giờ lấy cái kia ra cho cậu. Đè xuống lấy cái dao đó, lấy đồ ra. Thôi, cảm ơn. Đi vô đây. Ê. Rồi, thôi đi rồi. Bà đó là bà nuông chiều con mình không đáng. Thấy không? Biết rồi đó. Bằng cấp giả như vậy tôi dám làm gì? Bây giờ là tôi quyết định đóng cửa cái thẩm mỹ viện này lại. Sao đóng? Còn nếu còn muốn làm á thì phải mướn người có bằng cấp thiệt về đây làm đàng hoàng. Đang làm ăn có lợi nhuận quá mà ông khách vô mầm vậy. Đừng có sống cái lợi nhuận trên cái sự đau khổ và cái hậu quả không có thể nào lường trước được của người ta. Ăn như vậy thất đức, không làm. Ê, dẹp luôn đi má ơi, thiệt luôn. Quay. Chú cho xin lại tiền nha chú. Điều đó anh sẽ bị vậy không? Sợ chứ. Đó. Bây giờ lý do là vậy mà anh ít khi nào mà dám tới bệnh viện. Thì lại có đúng không? Cũng tới tham quan, tư vấn là tôi đi về. Có hút mở hai bên này không? Hả? Không hút bị cái thương hiệu hút à. Sợ người ta không có nhớ. Và bây giờ chúng ta hãy đến với một người dễ thương, trẻ trung để xem vui hay là nguy hiểm đây. Cùng đến với Chí Thiện. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chào đợi. Bây giờ sẽ lại đây. Chí Thiện.
Cậu này là rất đẹp trai, hát hay, dễ thương, hiền lành. Sợ nhiều khi hiền quá. Không, theo anh nghĩ không hiền. Ở vậy? Vì cậu Chí Thiện này đã tham gia cái mùa 1 rồi. À, cậu quá tới năm mùa. Cậu biết rồi, cậu hiểu rồi. Cậu hiểu rồi. Cậu, cậu đánh rồi. Cô chừng, cậu sẽ ghim những cái gì mà cái mùa 1 anh đã hành hạ rồi. Rồi, không chừng xong là vì anh mà em bị hại luôn. Có thể, tại vì em là... đến sau thì phải chấp nhận. Thôi kệ, yên tâm đi, không có gì đâu. Cứ bước vào, rồi sẽ biết buồn hay vui. Mang trong người hai dòng máu Việt Nam Thái Lan, Hoàng Tỷ Lai Chí Thiện là cái tên không hề xa lạ với khán giả cả nước. Với kinh nghiệm đã từng tham gia hội quán ở mùa 1, Chí Thiện sẽ mang tới những mưu kế gì để đối đầu với gia đình chủ quán ở mùa 2? Xin chào quý khán giả, bây giờ thì Thiện đang chuẩn bị có thể nói là sẽ nhận thử thách của ngày hôm nay. Nhân vật của ngày hôm nay của Thiện là một anh chàng bán hàng và rất tin những điều mà mình làm và tin đó là điều đúng, và không, anh ấy không bao giờ nghĩ là cái chuyện đó là xấu cả, vì đơn giản là anh ấy đã bị một người khác lừa. Và nói đến đây thì chắc mọi người cũng biết là Thiện vào nhân vật như thế nào và tiểu phẩm sẽ ra sao rồi đúng không? Bây giờ theo Thiện để biết diễn biến của câu chuyện sẽ đi đến đâu. Đi thôi. Chào tất cả các bạn. Các bạn đã ăn cơm chưa? Các bạn đang ở đâu? Các bạn đang làm gì? Các bạn hãy đến với công ty chúng tôi bán hàng toàn cầu. Xin giới thiệu, tôi Trần Văn Phạm. Yeah. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giống như là mình đã từng nói với nhau rồi, thì cũng hiểu là cái công việc của mình thì cũng hơi bận rộn một tí. À, đúng. Nhưng mà cũng dành thời gian tiếp hai bạn. Hai bạn muốn làm tỷ phú đúng không? Đúng, đúng rồi, trời em ơi. Muốn có nhiều, thiệt nhiều tiền. Em muốn có thiệt nhiều tiền hả? Tôi có. Mày muốn á, có tiền á, em nhớ chữa con mắt em nha. Không. Sao? Có tiền em mua vàng đeo. Thông minh đó, đừng chữa mắt, đeo mua vàng đeo đi. Công việc của anh nó đơn giản lắm. Tức là mình không cần làm gì hết. Mình ở không nè, mình ở nhà ngủ thôi rồi. Mà vẫn có tiền. Vẫn có tiền. Thu nhập của anh bây giờ bình thường làm tháng cỡ 2 tỷ mấy, 3 tỷ. Theo tôi biết á, theo tôi biết mà hồi đó giờ tôi đi học rồi tôi đọc sách đồ á, mà nằm ở nhà ăn ở không, có tiền thì cũng làm ba làm mẹ ta thôi. Không làm ba mẹ cũng phải đi làm nữa. Sau này là ông nội bà nội ta luôn. Ông nội cũng phải đi làm nữa. Ông cố mà cố người ta luôn. Thôi hai đứa ngừng đi. Chứ bây giờ làm thời này đã khác, em thấy anh không? À, làm điệu là có tiền vậy thôi. Đúng hả? Chỉ cần ở nhà ăn mặc thật đẹp, nói chuyện thật xàm rồi sẽ có tiền. Không, cái này tôi cũng thấy, tôi cũng đọc sách nhiều, tôi biết luôn, tôi thấy thực tế luôn mà. Làm điệu mà đứng ngay cây cột cũng có tiền. Ê, mày. Gì? Em ơi, thấy ở rồi. Ngoài đó người ta không có tiền mua vét để bận như anh, hiểu không? Không. Người ta đứng ở ngoài đó đứng bán nước dừa hay gì á. Vậy là cái này là anh thuộc dạng mà đứng trong quán bar có cây cột. Bậy luôn. Bậy. Ở cái ở giai đoạn đó người ta không có đứng quán bar nữa. Anh ở một giai đoạn khác. Anh đứng ở đâu? Đứng đây bán hàng. Là ba con chuồn chuồn. Ba đây con chuồn chuồn. Là ba bán ba con chuồn chuồn. Đúng. Đây là một... hay vậy? Không phải, đây là một sản phẩm chức năng. Đó em làm ăn gì? Vô em lùn, em cao lên 1m8. Ôi về dưới quê quá trời, mình bắt rồi mình bắt không, mình lùn. Cái này nó hay kìa. Cái gì ăn vô cao lên 1m8. Cao lên 1m8. Ừ, xấu vậy phải không? Đẹp như Chí Thiện luôn. Chí Thiện là thôi. Anh Chí Thiện là thằng nào? Trời, anh hay lắm á, anh hát mấy bài giống như một lần thôi, hay nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi, anh hát dễ thương lắm, hay là lắm. Ăn thôi, bây giờ mình quay trở lại chủ đề chính. Ăn con chuồn chuồn vô được như Chí Thiện rồi. Đúng, chính xác. Món rẻ vậy trời. Chí hay lắm, con chuồn vô được như Chí Thiện mà, rồi. Khoan, bây giờ mình bàn cái vấn đề chính đi. Mà cái ba con chuồn chuồn này là sao, là tôi chưa hiểu mấy về cái này, cái sản phẩm này nó là gì? Nó là loại thuốc hay là loại sản phẩm, hay là nó cái gì là không là nó ba con chuồn chuồn ghép lại, hay là ba có con chuồn chuồn? Ba con chuồn chuồn. Hình ba con chuồn chuồn là ba, 1, 2, 3 nè. Cái này là dùng để mình ăn hay là mình để mình treo ở nhà? Mình hửi, mình hửi là hửi. Mình sao rồi? Ướp khô mấy cái này lại, nhét vô hai cái lỗ mũi hửi. Hửi mỗi ngày luôn, hửi 24/24 bảo đảm đẹp trai. Mình có hai cái lỗ mũi vậy, lấy con thứ ba làm cái gì? Nhét vô cái miệng á. Đó, miệng nhét cái miệng nó nói nhiều quá. Đẹp trai giống Chí Thiện quá, chắc là anh cũng có hai con trong đây rồi phải không? Anh qua rồi, anh nuốt nó vô luôn rồi. Là cái sản phẩm này là như hửi nhét cái miệng là đẹp. Mà Phan, mình bàn về vấn đề chính đi. Giống như hôm bữa anh nói với hai em là sao? Em nghỉ học chưa? Nghỉ học đại học chưa? Nghỉ rồi anh. Giỏi.
đang làm kế toán được 3 năm rồi không, nghỉ chưa? Rồi lương 3 cọc 3 đồng mà nghe nói tiền tỷ là cấm đầu đây làm liền. Nghĩ là đúng rồi, trời ơi. Bây giờ sao? Anh chỉ nói bây giờ em chỉ cần bỏ cho anh đưa ra 5 triệu để mua bộ sản phẩm này. Sau đó em cầm bộ sản phẩm này đi giới thiệu những người khác, là mỗi tháng em thu về dao động đâu cỡ 1 tỷ 1.2 tỷ gì đó. Tháng đầu hơi khó khăn thì làm cỡ 1 tỷ 1.2 tỷ thôi. 5 triệu mà thu được 1 tỷ 1.2 tỷ. Cái làm sao chưa hiểu mấy dễ sao? Làm giàu dễ quá vậy. Ừ, tức là bây giờ em chỉ cần giới thiệu thôi, người ta đưa anh, người ta đưa anh 5 triệu nữa, xong ra đó, nó cứ đó giống như vậy nè. Bây giờ anh thấy không, em là cái người màu xanh á. Người màu xanh, cái người màu xanh lá. Còn em á là cái người màu đỏ. Người màu đỏ. Còn anh là cái quả địa cầu. Ừ, xanh em thấy không, xanh màu đỏ. Đúng rồi, em thu thập nhiều người màu xanh vô đội của em. Em thu thập nhiều người màu đỏ vô đội của em. Anh vô đội em luôn. Không, anh không có vô đội của em. Anh bận vest đỏ thôi, nhưng mà anh là quả địa cầu. Không, nói chung thẳng vô vấn đề tiền đi. Đúng. Chứ bây giờ này không hiểu mấy luôn á. Ừ, thôi thật ra nói đơn giản thôi, nói nhiều vậy thôi chứ không cần hiểu đâu. Là bây giờ là trước mắt tôi là tôi có 5 tỷ rồi đúng không? Không, chưa. 5 triệu. Chưa đưa tiền lấy gì 5 tỷ. Phải đưa 5 triệu trước. Rồi không, nhưng mà đưa thì sao giờ, lỡ mất tiền em thì sao? Bây giờ ứng tôi trước đi rồi xong rồi tôi đưa 5 triệu sao? Ẩu, cái quy chế của mình là nó vậy, đưa 5 triệu sau đó 1 tỷ phọt ra. Lỡ anh lấy luôn đi sao? Đưa 5 triệu là 1 tỷ phọt nguyên ra. Cái công ty của anh bự như vậy đó, năm cái ghế một cái bàn bự như vậy thì làm sao mà anh giao được? Ừ ha, khiên ra cũng mệt chứ bộ. Lỡ rồi sao? Sao Út hay sao? Mà anh ơi, nãy giờ mình mượn 5 triệu là mình mượn cho dây nặng lãi đó. Bây giờ mình phải bây giờ hai đứa bao nhiêu rồi? Bây giờ mình có 5 ngàn anh. Rồi bây giờ có 5 ngàn, đưa 5 ngàn mình phọt ra được 100 triệu. Ông Dũng ơi, anh không ấy, giờ hai đứa em đưa 5 ngàn đứa được 500 triệu. Đâu là sao, anh không hiểu lắm. Là ví dụ em đưa 5 triệu thì em được 1 tỷ mấy. Tỷ mấy thì giờ em đưa 5 ngàn thôi thì giờ em cũng được bao nhiêu, 10 triệu mấy. Người ta nói là ăn ít no da, em không cần 1 tỷ. Ủa, mấy mình thì phải thử cái chứ. Ừ. À, hai đứa chơi khôn á. Ừ, phải thử chứ, thử đâu có ngu. Ừ, hai đứa chơi khôn, ra góc kia chơi luôn đi. Người ta quy chế nhà nước, quy chế của công ty tôi là 5 triệu 5 triệu vô công ty. Không, không có 5 triệu đi ra. Không, ấy giờ em đưa 2 triệu rưỡi trước rồi. Không được, 2 triệu thì coi như là một người, bây giờ hai người, người 2 triệu rưỡi là 5 triệu. Không, em tin anh đi, phải 5 triệu. Sao Út, ra đây bạn coi. Ra bạn đi. Sao có tiền đây không? Trời đất ơi. Đúng rồi, chú. Ê, chào chị, trời ơi. Công ty, ba con chuồn chuồn ơi chú. Chào chị, chào chị. Dạ. Mời chị ngồi, mời chị ngồi. Má, trời ơi, má đang ở dưới quê mà lên đây chi vậy? Ủa cho tụi bay vô đây làm chi vậy? Quen hả? Tụi của con chung cơ cấu công ty. Chung cơ cấu công ty nữa. Má đâu vậy? Trời ơi, thì má cũng ở chung cái công ty đa cấp này nè. Đúng rồi. Nhưng mà sao chúng ta là đồng nghiệp nhau à? Chúng ta là đồng nghiệp, chúng ta là dành khách với nhau. Trời ơi, sao nhưng mà không? Trời ơi, má dưới quê má biết gì, má lên đi má làm bán cái này. Thì chú này, chú giới thiệu cho má nè. Được, trời ơi, má nghe lời chú. Cứ bình tĩnh đi. Đất ở nhà bán chưa? Bán hết rồi. Đây, nhà bán hết rồi. Ừ. Bây giờ đâu còn cái gì nữa đâu. Ừ. Mà bữa giờ không có thấy một cái thu nhập gì vô hết trơn à. Trời ơi, con đường của mình là con đường dài, mình nhắm đến một tương lai tươi sáng hơn. Trời ơi, tương lai tươi sáng thì không thấy tươi sáng gì hết trơn à. Sao làm sao mà thôi bàn bạc với nhau đi rồi gom tiền đưa tôi luôn. Chú này nè, chú nói má đó là bán hàng đa cấp, là thu lợi nhuận trong tương lai, rồi làm một cái tổ hợp rất là lớn. Rồi chú nói là má bán hết nhà cửa ruộng vườn đi, rồi giao má tiền cho chú. Giờ má làm chú gì? Chú sẽ tích góp thành một cái vốn. Kìa má, để mà phát triển. Thằng quay luôn. Không thấy gì hết trơn à. Sao gia đình mình hợp đi, đòi đủ vậy tự nhiên đâu vậy? Đồng nghiệp luôn hả? Ba đừng nói, ba lên đây bán hàng đa cấp với con nha. Đâu có má mày, má mày kêu tao đi. Ba không biết gì luôn. Tao đâu có biết đâu, thì tao ký cái giấy cho bà bán nhà đó. Bây giờ đi lên đây đi lấy tiền. Rồi má. Tiền giao cho chú này rồi. Anh sao anh nói cần có 5 triệu mà giờ bán đất làm chi? Ủa, đồng, đầu tư lớn mình ăn lớn. Ông này đòi bà này đòi ăn tới 20 mấy tỷ lần mà. Bán hết rồi, bây giờ nhà mình còn cái chòi vịt không đó. Trời ơi. Thì giờ tụi con làm ăn nhỏ, ba má làm ăn lớn, phải bán hết luôn nè. Bữa này ai ăn vịt nữa. Tới má mày nói tới quý rồi lên lãnh tiền nè. Rồi cũng ổn, bây giờ lãnh luôn đi. Không, để tao lãnh tiền là tao cho tụi bay đưa mớ. Rồi đó đi. Mình còn nhiều dự án nữa. Vậy là mình bà, mình gì không? Bà là người ký trực tiếp, bà lên bà lấy tiền đi. Thì chị bên đó nãy giờ vô mà đâu có đưa tiền gì đâu. À, bây giờ ngày hôm nay là đã tới quý của mình rồi. Đúng rồi. Đúng không? Thì theo quy định của công ty á thì nên nộp 100 triệu nữa thì sẽ nhận luôn thêm cho quý sau. Cái gì kỳ cục vậy? Dạ, vốn của mình nó luôn chuyển á. Cái gì đi vòng vậy đó. Đi vòng vòng khi nào nó tới nơi nó tới. Tôi nghe xong tôi muốn luân hồi luôn vậy. Quên. Ở đây 1 2 3. Trời ơi chú. Chú
chú có thấy rằng là mình nên có một bà vợ đẹp hơn không? Không. Chú có thấy mình nên sửa nhan sắc không? Không. Vậy thì chú có muốn tiền không? Thì muốn lấy lại cái tiền cũ cũng được. Thôi bây giờ mình lấy nhiều hơn. Bây giờ chú làm gì ở nhà? Chú làm gì? Bây giờ tới quý rồi nè, giờ lên lấy tiền. Ở nhà chú làm gì? Tôi thì tôi nuôi cá chân vậy thôi à. Bây giờ đừng có nuôi cá nữa. Cá nó cá lấy gì ăn? Cá nó hết à? Hiểu không? Không, tôi nuôi cá hồ, tôi nuôi cá trong ao chứ tôi đâu có nuôi cá ngoài biển đâu mà chết. À, nhưng mà nuôi cá nó cực lắm. Bây giờ một tháng mình cứ làm xong rồi mình cứ đi du lịch thôi. Mình ra ngoài mình nhìn mấy con cá khác. Mình đừng mấy con cá trong hồ nữa, mình con cá voi, cá mập. Thôi mấy cá đó coi tivi hoài à. Thôi bây giờ chú, con chỉ cần một người thôi là chú vô công ty con bảo đảm chú giàu nha. Giờ còn cái quần không rồi nè, bán hết nhà hết cửa rồi. Giờ vô công ty lấy cái gì đưa? Chú giỡn hoài. Bây giờ còn lấy cái này đưa luôn nè. Thôi. Dạ chào. Dạ chào sếp. Làm việc tới đâu rồi? Dạ dạ cũng được ạ. Dạ con dụ được 4 người điên. Cái gì dụ? Cái gì dụ? Con mời 4 người vào công ty mình. Mời. Dạ dạ dạ. Đây là khách hàng mới, khách hàng thân thiết, khách hàng lâu năm và khách hàng thôi bỏ đi. Mình đó không cần nó đâu. Khoan. Nghe. Nhớ anh không? Cái gì vậy? Cái gì nữa vậy? Bạn cũ. Ba. Bạn cũ mà, không phải bạn trai đâu mà bạn làm cũ mà sao bà không dám nhìn? Tôi đâu có nhận ra đâu, ngày xưa uống gầy ngon. Sao nhận ra được? Bây giờ ông như con heo sữa vậy. Con heo ốm lắm. Nhờ là tham gia vô cái công ty đa cấp rồi nè. Ủa mà ngộ nha, tôi với bả là người cùng làng. Bạn bả người nào tôi không biết mà sao ông tôi không biết? Đi xa lâu rồi. Ông tài lập nghiệp đó. Lên đây lập nghiệp lâu trời rồi. Trời ơi, vậy mà ai đồn chả chết rồi. Đứa nào nó đâu có nhận bộp. Ông sẽ không phải ông có nhận dùng ra ông tài đó phải không? Tài. Ông tài mà ông có tài con nghe năm chó đó. Ông tài con năm lửa vậy. Ừ. Trời đất ơi, vậy mà người ta nói là đồn đi lường gạt người ta, ta quánh chết mẹ nó rồi. Trời ba. Ơi nó đồn nhảm thôi. Bây giờ tôi muốn viết gì nó viết à. Em chú nghe chú lời đi. Chú nhìn ra hai con chú. Chú nhìn ra hai con. Con chưa thấy chú lần nào nhưng ba con có kể có một chú tên Tài chó điên phải chú không? À lại chú mà Tài chó điên chứ ba kể. Cái gì sao mà nhiều cái danh hiệu vậy? Trong làng nó ác ghê vậy đó. Đâu có biết đâu gì. Lâu quá không có về. Dạo này ông còn bị cái giai thoại mà đãi ăn cái là làng bị mưa ngập không? Cái ngày xưa đó ở quê mình mà mỗi lần ông cho làng ăn cái gì là bữa đó mưa ngập lụt rồi ông lên làm công ty đa cấp này rồi ông đãi người ta hai cái gì. Hai người này cùng giống nhau nè, bà với ông này luôn nè. Ông nhớ không? Thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ nè, sẵn lên đây đó. Anh khuyên em, khuyên nói chồng nữa? Em đầu tư vô nha, tham gia vô công dạ, ty này đi. Đầu tư hết rồi. Nói chung là tôi bán à, tôi cũng nghe lời bà. Tôi bán rồi bữa gặp cậu này nè. À. Xuống ở tới dưới nói chuyện làm bằng ăn. Còn đó hả? Tôi nghe lời vợ tôi quá tốt, chúc mừng. Trời ơi, tham gia đi. Chào lắm. Ê, sao? Làm việc sao? Các em làm việc sao? Dạ. Ủa làm việc sao? Như thế nào? Gì kỳ vậy? Dạ được. Dạ được. Ủa đây ai đây nữa? À xin giới thiệu, đây là tổng giám đốc của công ty đa cấp ba con chuồng chuồng. Ôi trời ơi, vậy mà nãy giờ tôi vô tôi tưởng anh là sếp không á chứ. À xin chào. Dạ chào ông anh. Dạ. Ai đây? Má là vui lần chơi hả? Dạ không. Bạn dạ, bạn cũ gặp lại đó. Dạ tôi tổng chơi bằng da với vậy. Dạ tôi rồi chắc là nhà nghèo không có tiền chăm lo sắc đẹp. Không đúng phải không? Bước vô đây công ty đa cấp để chi? Để có tiền lo gia đình. Chú con có nghe nói đó, là ở đây người lớn nói chuyện không à? Hiểu không? Dạ, chú. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái sự việc khi tham gia vào công ty của tôi là xây dựng lớn mạnh để mỗi ngày 1 triệu thành 100 triệu, 1 tỷ thành 1 tỷ đô la, qua bên Mỹ ở, qua bên Hollywood ở, đừng ốp ở đây nữa. Đúng rồi. Hay quá, bút gì không biết. Bây giờ là nhà tôi là bán hết nhà cửa. Bán hết rồi. Bán gia đình, bán cả, bán dòng họ, đem tiền đi. Đầu tư vô đây. Đầu tư vô đây. Cái này là bán rồi, đưa tiền rồi, đưa tiền là 6 tháng rồi. Bây giờ tới 6 tháng rồi. Tới quý là lên nhận tiền rồi nè. 6 năm nữa sẽ có lợi nhuận. Cái gì vậy? Công ty của tôi luôn hứa rằng không bao giờ trên 10 năm. Chúng ta sẽ kiếm tiền nhiều để qua bên Mỹ ở. Hollywood.
bây giờ vậy nè, tôi nói chú nghe, cái tiền mà vợ tôi đầu tư rồi đó, bây giờ tôi lên đây tôi lấy cái tiền đó lại. Tôi biết đây chính là người đã đứng ra nhận tiền của gia đình cậu. Đây là Hollywood. Thôi em đọc. Xin mời, ngồi. Ngồi. Dạ. Đây là người tài năng. Ngày xưa ở dưới quê nghe nói là quen bà Nga gì đó. Đúng, rất nghèo lắm. Rồi sau đó lên trên đây tham gia công ty rồi kiếm tiền tỷ. Bây giờ hộp xoàn đeo quá trời, rất giàu có. Và tương lai cậu ta không ở đây nữa. Xảy ra qua đây. Đó, đó. Ông tổng giám đốc, tại vì cái người này là chưa gặp tôi, cùng quê thôi. Nhưng mà cái người này mới là người nhận tiền. Đây, đây hả? Dạ. Bước ra đây. Dạ đây, dạ đây em. Hay hẳn gì? Ngày xưa là gì? Là gì? Nghèo, đói, không đúng có tiền. Nhưng mà từ khi tham gia công ty bán chuồng, bắt đầu đi học thanh nhạc, làm ca sĩ nổi tiếng, chuẩn bị qua bên Hollywood. Bây giờ hỏi chú nè. Chú kêu tụi tôi mua cái gì đó đóng tiền vô công ty của chú. Bao nhiêu người đóng vô đó, rồi thấy chụp hình lên mạng, rồi đứng bên chỗ xe sang nè, đứng bên chỗ nhà to nè. Nhưng mà cái đó đâu có ai có bằng chứng đâu. Ở dưới quê mình biết bao nhiêu người cũng nghe lời vợ, y như lời vợ tôi nè. Bán nhà bán cửa bây giờ ở toàn là ở dưới chuồng vịt không à. Tại sao vậy? Tại sao nhận tiền người ta mà không làm cho người ta phát triển? 1 triệu thành 100 triệu thành 1 tỷ, rồi lỡ như mất hết tất cả sự nghiệp. Rồi đúng, 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 đúng. Bây, 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 bây giờ cho tôi lấy tiền kia trước đó. Đi Bình Hưng Hòa. Ông mà Hollywood nữa là tôi cho ông. Khi mà chúng ta làm một bất kỳ một công việc gì, chúng ta phải có niềm tin. Đúng, nói đi. Đúng rồi. Một niềm tin bất diệt. Đúng. Lương của em tháng này sếp chưa đưa nha. Cái gì vậy? Chúng ta làm công ty đa cấp. Không cần lương. Không cần lương. Chúng ta phải có niềm tin. Chúng tin vào sếp của mình. Em tin vào sếp. Sếp giải thích giùm em cái. Em cũng không biết nữa. Khoan cậu. Dạ. Cậu rất tin vào sếp của cậu. Dạ. Vậy sếp của cậu, sếp lớn nhất là đây. Dạ đây. Sếp này là sếp. Phó. Dạ. Còn cậu là dạ lính trưởng phòng. Trưởng phòng. Trưởng phòng. Dạ, 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 cậu rất tin vào sếp của cậu. Dạ. Cậu coi thứ ai đây. Trời ơi. Ca sĩ nào vậy? Tôi đó. Trời ai đẹp, vậy? Đẹp trai không? Hồi xưa còn trẻ. Lệnh truy nã Trường Giang là sắp bắt tôi đó. Trời bây giờ sao? Đó. Bây giờ giải quyết cho người ta chứ. Đừng lo hết. Tôi đỡ là. Bây giờ tôi bị lừa. Tôi sẽ làm bên. Bao nhiêu tiền tôi thử sao quá rồi. Lừa tôi nè. Cái gì? Trời trả tiền cho người ta chứ. Út cho mạng đi. Sao? Cậu giám đốc Hollywood, bữa ăn vừa rồi có ngon không? Chương trình này vô cùng nguy hiểm và phức tạp, có thể dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào. Ghê quá, nguyên một vàng đè đánh một người rất nguy hiểm. Anh không bao giờ đánh em, anh chỉ ôm cho người ta đánh thôi. Trời ơi! Giải khoai chút xíu đi, chúng ta cùng nhau bước vào Tiếu Lâm Hội. Bây giờ ba vị khách mời Tiếu Lâm Hội kết hợp được để đấu với lại chủ nhà. Không biết ba người này sẽ làm gì. Ba người này không có dừa đâu, đến khải sản vừa đâu. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong Tiếu Lâm Hội sẽ xảy ra những vấn đề gì ngay bây giờ. Chứng giám cho cô để cho cô cũng bài lo cho cậu. Ơi cô khẩn cầu các vong linh về đây và có cả Sâm Ngọc Linh cho cô uống luôn đấy. Linh tinh kia ra tao biểu mày. Dạ. Sâm Ngọc Linh đâu mà mày đưa cái nước trà đá về mày? Dạ xâm hết rồi. Xâm hết rồi thôi để đây cô uống tạm cũng được. Dạ dạ. Ừ. Cô cần gì cô kêu con ăn. Đứng đây phụ cô đi. Phụ cô.
Ơi, đây bà về đây, bà chứng giám cho con à. Cao cao, cô đưa cao cao, tóc nó chảy cao quá. Cô đưa vậy, nó chảy con tông. Về đây chứng giám cho cô hồn cát đản. Hả mãi? Cái gì? Cái này là gia chủ. Gia chủ lộn, ngày một ngày cầu, nhiều lễ quá. Anh cầu cái gì? Giải hạn. Ở đây có nhiều cầu lắm. Dạ. Anh cầu cái gì? Em cầu cho cuộc đời bây giờ bữa giờ làm ăn thua lỗ, cầu đường tình duyên luôn. Con tên gì? Dạ con tên Thiện. Thiện à? Dạ. Thiện cái gì? Cái gì Thiện? Cái gì Thiện? Dạ con Chí Thiện. Bao nhiêu tuổi? Dạ Chí năm Thiện. Nay con 21 tuổi. Là tên là Nguyễn Chí Thiện. Dạ. 21 tuổi. Dạ. 21 tuổi. Rồi địa chỉ? Dạ gần đây. Đó là cô phải đọc nè. Gia chủ Nguyễn Chí Thiện. Gia chủ Nguyễn Chí Thiện à. Năm nay 21 tuổi à. Cô kêu mình cô nghe rồi, thì Khánh nó không về nghe về đây à, các vong linh về đây chứng giám cho Nguyễn Chí Thiện tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ à. Ôi. Đây con linh tinh ra phụ cô. Cô phải phun nước thánh con. Dạ. Thánh nó mới giải, nó mới giải hạn cho con. Vậy là con phải hứng hả con? Con phải hứng, con dạ. Phải hứng. Lên tên ra phụ cô, lên tên ơi. Con ra con phụ cô đi con. Con phụ cô mấy cái bài khấn của con đó. Để mà cầu cho nó giải hạn đó. Từ sáng cô làm nhiều lễ cô mệt quá con ơi. Phải dạ. Giải hạn cho cái thằng này. Đây con cầm cái này. Dạ cái khăn này cô chùm chắc cũng lâu rồi. Hơi hôi con để đây nha cô. Đúng rồi tại cái khăn đó. Khăn này khăn của bà mà. Mới tới bà ngủ bà kê ở đây bà ngủ rồi. Nghĩa là nó hơi có mùi chút. Bây làm qua đi. Qua bên này anh ơi. Qua bên này. Ủa qua tôi nữa là tôi thuận bên này. Anh trải khăn đỏ xuống anh nằm xuống đây. Để khăn đỏ đây nè, đưa cô để khăn đỏ xuống đây đi. Cô nhờ con rồi cô phải theo con chứ mỗi người mà đạo pháp mỗi khác nhau chứ. Nằm ở đây. Đó. Cái đầu ở đây, cái chân đây. Con nằm kiểu này tiên cá được không? Nó nằm mà không có một miếng đờn ông nào rồi. Phải đâu cô ơi, nó không coi rõ. Đây nè. Dạ. Nàng tiên cá bây giờ cũng chết ngất lên bờ rồi. Bây giờ mày muốn sao? Nằm ngửa lên đó, đi. Mày nằm ngửa lên, mày phơi bụng trắng lên. Đó, vậy nó ra đó. Con này con chuyên cúng theo kiểu khác. Mỗi người một kiểu. Không ai giống ai hết trơn á. Con đến đây là con sướng lắm. Con cúng đa dạng lắm. Con ơi, cúng làm sao cúng mà cho con giải hết cái hạn. Phong phú lắm. Mình phải có nhiều cách cúng nữa. Lên đây. Không, đừng có chấp. Để lên đây nè, đó. Dài xuống. Có lấy chuối vằn không? Con thấy nó kỳ kỳ. Chuối vằn nữa. Con thấy nó kỳ kỳ. Phun nước. Gia chủ Nguyễn Chí Thiện. Thôi bởi con nghĩ cúng luôn con không cúng đâu. Ủa sao vậy? Ghê quá hả? Trời ơi cúng như vậy nước này là nước thánh con ơi con biết chưa? Con thấy nước miếng của cô không à? Không. Trời ơi mày xăm ngọc lên đó. Mày bậy à. Miếng đâu mà nước miếng. Cái của em thấy đó. Dạ. Là miếng nước chứ không phải nước miếng. Đó rồi trong cái miếng nước đó nó mới có cái nước miếng. À. Dạ. Rồi nằm xuống lại đi. Ông ấy bây giờ con ngồi đi. Thì bây giờ nó dạ, nằm á cô... Nó nằm á thì cô phun mà nó ngồi thì cô đổ lên thẳng lên đầu đó. Không phải, khách hàng là thượng đế. Con muốn làm sao kệ con. Con ngồi là con ngồi. Đó. Khách hàng là thượng đế hả? Dạ đúng rồi. À được. Mình toàn cúng cho thượng đế không à. Dạ. Đó, cầm nó đi. Đúng dạ, rồi cầm. Đó. Còn thiếu một thằng nữa kêu tới đây lên đèn luôn. Mày đội như cô dâu vậy. Rồi. Gia chủ Nguyễn Chí Thiện hành canh nhị thập nhất tuế. Đâu để từ từ. Con đang feel được biết. Đấy từ từ rồi. Đó bây giờ cô cúng tiếp à. Ha. À.
bến được rồi, bến trong khó tìm, sợ rằng trao thân chúng cái hũ chìm, sáng say chìm nổi thận mình ra sao. Một mai uống quý má đào, gặp anh trong nhậu lựu vào lợi ra. Suốt ngày quán xá là kẻ chân anh là nhanh vô án lá năm sợ mà ống lên hai cái án mà sợ mà đi cô bóp và róc và hợp với cùng cái lương à. Sa la 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 la. Bà đây con thích nè. Sa la la. Đừng sạch mài hạt gầu. Sa la 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 la. Thấy không? Dạ. Cúng là phải cúng như vậy nó mới giải được cái hạn cho con. Dạ con. Rồi được rồi. Cô ơi, cô ơi, cô ơi. Cái gì con? Cái gì con? Cô ơi, chú đợi con chút. Cái gì? Cái gì vậy? Phải vô đây phải chạy ba vòng nó mới lên được. Chạy đi đâu vậy? Đó, thấy không? Con vừa nói là bạn gái con là nó hoành về với con, con thấy không? Dạ không có. Nó chạy. Hôm bữa con nhớ hả? Con hẹn con tới đây con nói ngày hôm nay con sẽ gặp được ý trung nhân tại đây, người đó mặc quần xanh áo trắng. Thì đó, bởi vậy cô vừa cúng cho nhỏ này cái là con tới liền. Đó đây nè, bạn gái con tới rồi nè. Thấy chưa? Áo thuật hay không? Quần xanh áo trắng dở. Ồ, sợ. Trời ơi, hay quá. Ủa, hay không? Ai vậy? Hay lên không? Hay lên không? Hai ba người cúng cái lên liền, thấy không? Ủa sao? Nãy cô kêu quá trời linh mà sao có linh quá trời linh luôn. Ấy ơi. Thôi bây giờ là ấy phải với này hợp tác, có baby thì nó mới tốt được. Con không có thích đâu. Khi nào mà đây đây để đó cô chỉ. Con, con với con nhỏ này quen nhau đúng không? Dạ. Không, chưa có quen, lần đầu tiên quen. À chưa có quen nhưng mà rồi sắp tới sẽ quen. Cũng nhiều cô quên rồi. Rồi cô ghi ở trong trong cái giấy rồi. Cũng đi cầu tình duyên rồi cô ghi trong cái giấy rồi. Ngày nay sẽ gặp được một ý trung nhân là quần xanh áo trắng đó. Đúng rồi, làm thằng đó nó tới rồi nè, đây nè nó nè. Đây. Thì cô đó là phải đem cái này tới để cho cái thằng đó. Bởi vậy hôm nay tụi con phải ký cái hợp đồng. Hợp đồng này là hợp đồng chuyển nhượng, con hiểu không? Con mà muốn có bạn gái á, là hiện tại con có cái gì ở đây nè, là con phải chuyển nhượng lại qua cho bạn gái. Đúng con. Rồi. Khúc này con biết nè, ở nhà mẹ con có dạy rồi, muốn mà chuyển nhượng cái gì á thì không được chuyển nhượng, trừ khi người ta yêu mình thì mình mới chuyển nhượng. Không, người ta yêu con người ta mới chuyển nhượng. Khúc này con khôn lắm, con biết phải yêu mới chuyển nhượng. À phải yêu mới chuyển nhượng. Anh nói xong hết. Từ từ. Bây giờ anh hút một ca sĩ mà người đó hát hay lắm, hát một cái giọng mà éo éo ở phía mình á. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, em sống ra sao, yêu người thế nào. Em hát mà cái giọng giống như vậy á thì anh sẽ chịu. Con hát thử coi, con có giống con nhỏ đâu, biết đâu nó yêu con sao. Giờ con hát là chịu. Chịu. Con ơi, có tài sản là mình bất chấp. Hát đại đi bà ơi, bà ế quá rồi, bà hát đại cho rồi đi. Kể từ ngày đó ai coi chừng thấy nhau, em cũng ra sao, dễ thương, dễ thương. Rồi ai đưa ra là sai bên. Rồi, sai năm tháng anh ghi tên ở đây. Sao hết cho em tất cả những gì. Đúng rồi. Đứng im đi cho nó ký. Đứng im thì nó mới ký được. Dạ. Thôi ký nửa tên thôi. Còn một đoạn nữa để sau nữa. Nếu á, nếu mà em chịu về nhà anh á, rồi về gặp ba má anh, rồi chịu ở đợ nhà anh thì anh sẽ ký. Ê cô, trời anh đâu ơi. Có ngu đâu. Ký vàng cưng con mà. Ơi, dạ. Người ta, con lấy người ta về, lấy vợ về là để nối dõi tông đường. Chứ ai lấy vợ về để ở đợ, mày nói vậy là bậy rồi. Nói gì mà bậy tay. Đúng nước nữa đi cô, chắc nó chưa tẩy hết. Dạ thôi, được rồi, con ký luôn. Ký vô anh lẹ đi lẹ rồi mình về còn làm đám cưới động phòng có chút nữa. Đó, anh ký rồi đó. Ký tên dưới đây nữa, tên dưới ký đây họ nữa. Tên đàng hoàng vô. Đây. Không phải Chí Thiện. Chí Thiện. Rồi. Không phải chị Thiện nha, Chí Thiện đàng hoàng. Chí đàng hoàng á. Chí đó, Thiện. Cái gì Chí thôi thì nặng chị chứ vậy. Chị dạ. Thiện. À Chí là buổi sáng, buổi tối con là chị. Trời ơi. Vậy thôi được rồi. Vậy thôi giờ nó chuyển nhượng rồi mày chia tay đi chứ mày tối là chị về chẳng thử đầm với nhau á trời. Cái chuyện đó chuyện của người ta sao cô ngộ quá. Mấy cô nhận nó về đây múa mâm luôn đi. Ừ,
Không ấy, bây giờ ký xong là tài sản này của em hết rồi đó. Đúng rồi, của em. Đúng rồi, là của em. Có gì anh hãy về ở chung với em. Em yên tâm. Ồ, cái chuyện đó để em suy nghĩ sao nha. Ký xong mà quên xong rồi còn lăn tay nữa. Lăn tay. Cắn máu lăn tay nữa. Đó, cắn tay cái chảy máu đi rồi đó, lăn ra đây nữa rồi. Rồi ok. Nó tay kia nữa. Đó. Đó, rồi. Ok. Xong rồi đó. Quá. Rồi xong rồi. Coi như là cái hợp đồng chuyển nhượng này giờ xong rồi. Bây giờ tụi con giải quyết với nhau đi nha. Chào mọi người, có khách. Có khách nữa hả? Trời ơi, khách sáng giờ đông quá. Dạ, cho hỏi thăm đi. Dạ, thí chủ muốn... Tôi năm bóng phải không ạ? Dạ, tôi năm. Dạ. Năm bóng đây phải không ạ? Dạ, còn bóng là đây số đệ tử tôi thôi. Tôi không có bóng. Dạ, dạ thưa cô, vậy là cô chủ cái am này. Cái am này của tôi. Dạ, thấy như cái bùa quát quái ghê quá ha. Dạ. Cô làm ơn, cô có thể... Tại công việc làm ăn cũng hơi khó khăn. Cô có thể cô coi giùm cho tôi có bị vướng cái gì hay không để cô cho tôi cách để tôi giải cho nó. Làm ăn khó khăn hả? Làm ăn khó khăn. Đúng rồi, tôi giám đốc. Con cũng là đệ tử chân truyền của cô con. Dạ. Bây giờ cô con thì chị giải, còn con thì coi. Coi. Chú đang vướng à? Dạ vướng. Chú muốn bán về cái gì ạ? Dạ làm ăn bất động sản. Cái này chú vướng lớn lắm nha chú. Lớn lắm hả? Vướng cái nặng nhất á là vướng nợ ngân hàng. Không, cũng có nhưng mà thì trong làm ăn thì nó có cái nợ ngân hàng đương nhiên bất động sản mà. Nhưng mà bây giờ muốn coi với thầy á, ở đây làm ơn thầy giúp giùm bằng cách nào để mình coi mà có cách để mình giải cái đó. Dạ đúng rồi, đang coi cái vướng để giải. Đang coi cái vướng mình mới giải được. Coi cái vướng để giải. Coi vướng rồi. Nói chung là đang vướng nợ ngân hàng. Nếu mà muốn giải ngân thì phải lên ngân hàng. Rồi lấy cái ngân về đây rồi mình mới giải được. Rồi lấy ngân về nộp ở đây xong rồi bắt đầu mới giải cái giải hạn. Ủa dễ quá vậy hả? Đâu dễ vậy chú đó. Chú ơi chú đừng có tới đây giải nữa. Mặt chú sẽ bị phun nước miếng đầy luôn. Con đi với vợ của con đây. Đầy luôn ở đây chơi phun nước miếng không mà không có giải gì hết trơn á. Con lấy được vợ rồi. Cảm ơn mọi người nha. Chú thấy không? Thấy không? Hồi đó nó vô đây nó khờ khạo lắm. Nó khờ khạo mà nhờ cô tôi giải xong xuôi giải ra nó khùng vợ luôn đó. Mà vẫn có vợ. Đó, vợ nó đó. Có vợ luôn đó. Coi hai đứa nên duyên ngay ngày bữa nay. Đó, bây giờ ấy cô giải cho. Giải ngân đi rồi mình bỏ cái ngân lên đây rồi mình mới giải hạn được nghe con. Tôi thấy chỗ này hơi nguy hiểm mà. Chỗ này ghê quá. Ừ. Mặt bà này gian quá. Chỗ này ghê quá thôi mình ra Huế đi. Rồi đi ra Huế đi. Ừ. Đi. Chú vô coi. Ủa gì vậy? Chú vô đây mà chú chưa có làm lễ ở đây. Chưa có làm chú lễ. Chú ra thế nào chú cũng bị nạn. Nói cho chú biết vậy. Nói cho chú biết thôi còn đi hay không là chuyện của chú thôi chứ còn không ai ép hết trơn. Dạ, tâm linh là phải tự nguyện mai ép. Phải vô phải giải, phải cúng, phải bái nó mới giải được cái hạn. Chứ giờ mình đang còn nạn là ra ngoài khỏi cái cơ phòng này là còn nạn nữa. Rồi bây giờ nè, cô nếu là cô coi bây giờ tụi tôi đó là phải là coi như là cái thủ tục á là phải làm cái gì? Thủ tục là phải đặt tiền ra đây rồi mới xin cúng cái gì rồi cô cúng cho con cái đó. Chứ không phải coi trước hả? Coi trước rồi mới biết chứ. Mới nãy nói bị cái hạn rồi đó đúng không con? Mà đã vô chưa kịp coi ông nói bị hạn rồi. Cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Bây giờ là con xử cái thằng kia xong rồi bây giờ cô nghĩ là con một trong hai thằng này con lấy thằng nào được? Bây giờ cô đang ngắm coi là để cô coi thử là nó có tiền hay không. Nãy giờ nó vô nó kỹ quá nó không biết. Bây giờ cô làm sao đi chứ? Để cô coi rồi cô tính. Cô bỏ mình có hỏi ý nữa. Con lại. Cô bỏ mình có hỏi ý nữa. Sáng giờ cúng tờ khách nào cũng nhiều tiền hết trơn mà sao khách này nó không có chi tiền, có biết nó là đại gia không là sao mà coi được. Bây giờ kêu bỏ tiền thôi thì bỏ không bỏ làm bỏ tới. Con ơi bây giờ cúng đi rồi con bỏ tiền ra con cúng cho con. Giờ ủa không cúng trước bây đi giờ, bây giờ chờ giờ tôi hỏi ý chút xíu được không? Hỏi ý đi. Thấy không ổn á nha. Trời ơi thấy nghi ngờ quá giống như lừa đảo chết bà luôn á. Thôi mình đi luôn đi. Bây giờ không ấy mình qua chỗ Hoàng Mèo mình cúng đi. Đi đi. Ừ chứ đây cũng không ổn rồi đó. Thôi giờ về nè. Chú đứng lại đi. Nè đứng lại đi. Chú bước ra là chú gặp nạn đó. Ở đây nạn nặng hơn. Chú đừng có nói ở đây lừa đảo. Ở đây chỉ lừa tiền. Còn đảo không ai lừa.
Thấy chưa? Thấy chưa? Vô là nghi liền, thấy chưa? Vô là tôi nghi rồi, là nói hai người phối hợp. Không, à, nói giận trời chú thôi. Con là của người tới nhờ cô đây nè. Con à, đang nhờ chữa bệnh mà. Ủa sao trợ lý bây giờ nhờ là sao? Trợ lý bây giờ nhờ là sao? Rồi đông khách quá con mới phụ. Chứ con tới đây nhờ cô chữa bệnh, nhờ cô chữa mà con khỏe nè. Mình tập trung đi. Mời chú vô đi. Giờ mình nói cái chuyện nghề nghiệp đi. Anh vô đi. Là hai người này là con làm nghề gì nè? Nãy giờ chưa nói chuyện với thằng nhỏ này nè. Trợ lý giám đốc. Con trợ lý giám đốc hả? Ừ. À, con làm ai giám đốc? Ai giám đốc? À đây giám đốc cái trợ lý. Trợ lý sao mà áo cam kì vậy? Ủa gì không? Trợ lý không được quyền mặc áo cam. Chuyện màu sắc kệ người ta, sao để ý chứ, sao bà này mặc áo đỏ? Mặc áo đỏ, tôi thầy tôi phải mặc áo đỏ chứ sao anh nói chuyện ấy. Ủa thầy là phải bắt buộc mặc áo đỏ hả? À. Đâu cần. Rõ ràng rồi. Cái gì vậy? Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tại sao vậy Di? Tôi theo dõi anh rõ ràng quá rồi. Anh tôi hỏi anh có bao giờ anh đi chung đường người ta, anh trả lời tôi rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường. Sao bây giờ anh lại đi theo một gã đàn ông khác vậy? Hả? Tôi theo dõi nãy giờ, gã đó hơn gì tôi, trả lời đi. Tốt ít hơn. Rõ ràng, ba người đàn ông đó qua đây nói chuyện, không, giải quyết chuyện tình cảm. Không có dính với tôi. Ủa cái gì kì vậy? Lại đây. Mã bông là nghi lắm rồi nè. Trời ơi, một cuộc quấn ghen. Rõ ràng câu chuyện. Hãy cho ba người đàn ông đi. Tôi nói rồi, vô đây không có lo không giải. Bây giờ vậy nè, bây giờ vàng rồi. Không, bây giờ tôi nói cho cô nghe nè. Cô gì? Thầy múa là biết cô rồi. À, tụi tôi ở đây làm ở trong cái động này, quên, ở trong cái am này nè. Tôi nói trong cái vụ đó là tôi vai đàn ông, đây mới vai nữ đó. Cái gì vậy trời? Tôi nói cho anh nghe. Đây là giám đốc, còn đây là trợ lý. À, mà trợ lý lấy giám đốc là chuyện bình thường, quánh đi. Rõ ràng rồi. Cái gì? Trời ơi nè, thấy không? Đúng rồi. Tôi nói rồi. Cái gì vậy? Tôi nói rồi, cái gì vậy? Quánh nghe. Quánh nghe như làm vậy chưa? Quánh nghe là quánh người có tóc chứ ai quánh người chọc đầu. Nó đòi nắm đầu, ngu quá. Cái gì vậy? Cô bước qua đây, cô bước qua đây cái cô đem. Tôi đi qua đây luôn đi. Chuyện này coi. Câu chuyện ba người đàn ông. Bây giờ nè. Tôi ở đây. Ở đây giờ chỉ có một đàn ông thôi, còn hai bà bóng. Đừng nói với tôi vô đây. Vậy sao đi với người yêu của tôi? Nữa không có tóc mà mất tóc hoài à. Nắm đầu. Vô lấy cái dép. Vô lấy cái dép cho nó mượn, nó nhổ thì bằng tay không ra đâu. Bây giờ nè, tôi nói là tôi á, đây là cậu Duy á, là trợ lý giám đốc cho tôi. Còn cái chuyện hai người quan hệ nhau ở ngoài tôi đâu có biết, tự nhiên vô ghen tôi là sao? Hai người đừng có dối lòng. Đúng rồi. Kêu băng nhóm mà ngoài tai phục hết rồi. Tôi đây cầu tình duyên. Anh ơi, anh kỳ cục quá. Ông giám đốc ông đã nói rồi, tức là đây là trợ lý của ổng, còn hai người quan hệ nhau là vấn đề ở ngoài, đúng không? Đâu biết đâu, ta đi. Còn cái chuyện ở trong giữa ổng với cậu này là khác. Quánh đi. Rõ ràng rồi. Cậu cái gì nữa vậy? Bây giờ quá, ta nói nhau vậy. Để tôi giải quyết cho chị mà. Chị đứng im đi. Bây giờ thả tay ra đây vậy tôi chị. Ông chạy, nắm đầu ông lại. Không, bây giờ mình quả thiêu cái là xong luôn nè, khỏi cần đánh gì hết. Quả thiêu. Tự thiêu đi. Hai người chốt đi. Cái gì mà vô ăn cô mà phá quá vậy? Bây giờ phải giải quyết. Tôi đã kêu băng nhớ vào đây rồi, bây giờ vô đây cầu tình duyên đúng không? Mai mốt người ta cúng đừng đem kiếm để ở đây. Đem cái kiếm để đây hồi án mạng xảy ra bây trời giờ. Trời ơi, cái gì vậy? Đâu vậy? Vô đây giải án để xong chuyện để hạn. Chào mọi người. Cô phải là cô bóng không? Đúng cô năm bóng á. Cô năm bóng, tôi đây. Hồi nãy giờ đó là có cái cậu nào tên Thiện tới đây không? Thiện hả? Thiện. Có Nguyễn Chí Thiện có. Có Nguyễn Chí đâu Thiện. Rồi? Không biết mới hồi nãy. Cái vợ đi rồi. Đi dắt ra đi. Thiện đâu? Thiện đâu? Đó là con của tôi. Ba. Vợ con rồi ba. Ơi. Vợ con. Đâu rồi Thiện, nó chia tay con ba. Vợ con. Thiện vợ chia tay rồi. Hồi nãy lúc con vô đây con tỉnh lắm. Bà phun nước miếng mồ hôi. Con kỳ luôn à. Nó bị chậm vài nhịp ở đâu đây nè. Bây giờ con thấy vậy nè. Giờ sao đây, con qua đây Thiện. Dạ. Giờ sao con? Đây nè, đó. Đệ tử mới của cô hết. Ừ. Đó cô lập đội múa bóng rổi đi. Anh. À. Đó, để mỗi năm cúng bà mình múa mâm cho nó khỏe. Gì anh? Gì? Ủa đâu chị, anh? Chị hả? Kể càng đông càng vui chứ. Trời ơi. Ôi con tỉnh rồi ba ơi. Cái gì con vậy? Con tỉnh rồi. Mày tỉnh rồi phải không? Hai bạn quỷ đó có vấn đề. Còn thấy cái tay nó vậy nè. Trời ơi. Cuối cùng cái ông đó. Đó. Cao thấy chưa ba cái tay lại. Đó. Có gì không?
có vô đây cầu tình duyên gì không? Có. Giờ phải ký nhận cái gì đó, tôi kêu băng nhóm ngoài ngoại thì giả nhóm thì về chứ trời. Băng nhóm gì? Băng nhóm tôi kêu bút về ngoại kìa, bây giờ đánh ghen ngoài ngoại kìa, chuẩn bị đánh ghen này, vô đây nè, thế nào cũng bứt tóc trong rồi coi. Ơi bây giờ sao? Thôi đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác đi. Coi đi chứ vô đây coi. Đi chỗ khác là đi khách sạn đó. Trời ơi, đánh đi. Đánh ghen luôn đi. Trời ơi, chỗ này. Tôi vô đây tôi coi công việc làm ăn của tôi thế nào, tôi nhờ cô Năm Báo là giải hạn giùm cho tôi. Tự nhiên cậu vô đây rồi cậu ghen tuông, cậu nói gì đâu đây là cái chuyện đó ai biết. Đập ra. Gì vậy? Gì vậy? Ai đó? Đâu? Gì vậy? Ai vậy? Ai vậy? Cha Hoàng Sơn, cha giới thiệu tới chưa? Tới rồi. Rồi vậy đưa tiền cò đi bà nội. Trời ơi. Cái gì tiền cò vậy? Có ai coi đâu mà tiền cò? Chưa có lấy đồng bạc nào mà coi vậy? Chưa có lấy được đồng bạc. Không có chuyện là chuyện của bà, còn người ta tới, tôi chỉ tới tới rồi, tới rồi. Này còn mấy cái mối Audi, mấy Mercedes đó, mấy cha giàu lắm. Trời ơi, giàu cái gì nãy giờ mấy anh cha này vô đây nè, đây nè. Chết nè. Đây, đó, đây, đây, đây nè, mấy người nè, ông này chỉ mấy chú tới phải không? Ờ, chưa có đưa đồng bạc nào hết á. Ờ, có đưa đồng bạc nào đâu. Lấy tiền bà này mà. Không, tôi lấy tiền bà này hả? Ôi, tiền bà đưa tiền tôi bà đâu. Cái gì vậy? Ôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôn kiện ở đây bắt tay ông chuyện vừa hết tài sản. Trời ơi trời. Cho ai đây, con đem lại, con đem lại. Tôi chờ ông luôn nè, con đem lại. Con đem tên gì? Hả? Mày tên gì? Nguyễn Chí Thiện. Mày tên gì? Trạch Thiện. Cái gì Thiện? Con Chí Thiện. Cái gì Chí Thiện? Nguyễn Chí Thiện. Đây là Trần Chí Thiện này, không dính dáng. Đây. À, thấy không? Trời ơi. Ông liên quan. Đâu? Tiền đâu? Trả tiền cho tôi bà. Hả? Đây, 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 đây là lừa đảo bà ơi. Lừa đảo. Lừa đảo. Tôi bảo là tại cái này. Cái này là cái lừa đảo. Đây, đây, đây. Đây, tôi đâu? Tôi dính dáng gì đâu? Dẹp cái này đi. Dẹp hết đi. Cái cây mọi người trái ăn chơi. Đó. Ừ, vậy đi. Cái gì vậy? Thôi lấy cái cây. Cái gì vậy? Người trái vô đây phá đồ của tôi vậy? Người trái ăn lấy về đi. Cái gì luôn đi. Rồi giải tán đi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Mê tính gì đoan hả? Giải tán. Rồi nè, đi. Nè, không người. Đứng lại. Cái gì vậy? Đây nè, cái còn cái nè. Vô nó hốt đồ như là hốt đồ cô hồn vậy trời. Vậy? Mà không lấy được đồng nào chơi vậy? Không có tiền, không có tiền. Thôi tôi đi về luôn. Dạ, dạ. Cái gì? Nghe lời cái bà này nó lấy vợ tầm bậy bạ, chưa xin phép tao, đi về. Chuyện từ ngay đó. Mày cái gì đây? Đi đi. Ủa sao chứ? Là sao cô tự nhiên con bóng caro nó vô đây nó dắt đi hết vậy? Sao vậy cô? Bỏ tay. Bỏ không bỏ cô không phải trả tiền lương cho tôi. Ủa cái gì kỳ vậy? Còn con nữa cô. Mấy giờ vậy mấy người vô coi tôi chưa có đồng nào nè thấy không? Tôi đâu có đồng nào. Cái chuyện đó là có đồng nào không có đồng nào đó chuyện người ta. Còn tiền lương phải trả chứ. Tình yêu con tăng dở rồi. Nó giỏi vàng rồi. Thôi bây giờ con cúng. Bây giờ con cúng cho có tình duyên đi. Bây giờ con khổ quá rồi. Con đặt tiền xuống cho con có tình duyên nữa hả? Ờ, giải hạn đi. Giải hạn đi rồi đặt tiền ra, đặt tiền ra. Tiền đâu? Tiền đâu? Thôi mày đứng lên đi mày ơi. Con chỉ còn cái ngàn vàng thôi lấy không? Thôi đi về đi. Mệt quá. Tao vô đây tao ở á. Là không phải là ở phụ việc cho bà này đâu. Tao biết bà này là lừa đảo. Lừa những cái người mà mê tín gì đó. Bà lừa bà lấy tiền. Ai tới bà cũng phán sắp chết, sắp sập tiệm, sắp phá sản à, phải làm cái lễ bao nhiêu đây tiền, bao nhiêu đó tiền, bao nhiêu kia tiền. Người ta đang khổ gần chết phải đi vay tiền để cúng. Bà này bà ác lắm. Dẹp bà luôn đi. Trời ơi. Mùi gì ấy? Không, ta đang tìm mùi của lá mờ. Hả? Lá mờ. Cái mùi này còn ghê hơn lá mờ nữa. Mùi gì? Nè. Mùi lá, mùi lá. Hai con sói kia. Cho ta hỏi, đây có phải là hang ổ của vua sói không? Người mà gọi là thiên hạ đệ nhất sói ca đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Bà là ai lang thang đây tìm sói ca? Trời đất ơi, nghĩ sao kêu ta là bà vậy? Nhìn ta coi ta không dễ thương sao kêu ta là bà? Không phải gọi là bà chứ gọi là gì? Ta là cô bé trùm khăn đỏ. Cô bé trùm khăn đỏ mà sao dạo này cô bé béo phì quá vậy?
Dạo này thức ăn nó chứa nhiều quá chất quá, cho nên ta ăn ta bị béo phì đó. Khoan, cô bé nhắm mắt lại đi. Rất miếng dán mí rồi nè. Có, không phải miếng dán mí đâu. Dạo này cô bé phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá, xấu quá nè. Thì đó. Cô bé nghe đồn đã lâu rồi, đi ra đây hỏi thăm chút xíu. Sao? Dạo này vẫn khỏe chứ hả? Khỏe. Ăn uống điều độ hả? Ăn uống điều độ nhưng mà ăn quá chất không cho nên bị béo phì nè. Ồ, định ăn thịt cô bé nói vậy thì không, nó giỡn, nó chơi thôi, sói dễ thương mà. Nè, ta nói cho biết trước nha, các ngươi ăn thịt ta đi rồi mới biết nha, bởi vì sao ta ăn quá chất không đó, các ngươi ăn vô các ngươi chết. Không, hiểu không? Ta chỉ sợ có mỡ trong máu thôi. Ê, không nói nhiều nữa, vua sói của các ngươi đâu, kêu hắn ra đây cho ta. Tôi là ai? Cô bé Hoàng Hăng Đỏ lại tiến tới đây gặp sói ca lại. Bố muốn kêu mà kêu hả? Hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, thấy nghe cô nổi tiếng tôi cũng đọc tôi biết cô rồi. Sao chỗ này bà ngoại vẫn ổn, ăn bánh bao đều chứ hả? Đó đó, nhắc tới bà ngoại ta mới tức. Sao vậy? Kêu hắn ra đây trả lại bà ngoại cho ta. Ủa? Các ngươi còn nhớ không, cách đây 10 năm chính các ngươi lúc đó các ngươi còn nhỏ xíu à, các ngươi đi theo một con sói già bắt cóc bà ngoại của ta. Bây giờ ta hỏi bà ngoại ta đâu, trả lời cho mau, không thì ta sẽ báo thù các ngươi đó. Thì hồi đó nãy cô bé Quảng Đỏ cũng nói rồi, lúc mà đi theo còn nhỏ xíu à, biết gì đâu, thì giờ cũng biết gì đâu. Ừ đúng rồi đó, hồi đó còn nhỏ xíu mà bây giờ biết gì đâu. Không biết gì nhưng mà tên sói già kia biết. Các ngươi kể lại kể cho nghe, ra đây ngồi kể cho nghe. Sao là vậy, cách đây 10 năm. Xích ra. Ta là cô bé Hoàng Khăn Đỏ, ta phải ngồi đẹp như thế này. Ồ, đừng có đưa cái này vô mặt. Ồ. Xích ra. Ngày xưa. Cách đây chừng 10 năm gì đó. Ok. Lúc đó bà ngoại của ta bị một con sói già bắt cóc. Thuở ấy ta xinh đẹp lạ thường. Ôm nhòm ôm nhách cỡ như ngươi vậy nè. Ta mới đi lang thang vô rừng, ta hái hoa bắt bướm. Ta hái hoa bắt bướm. Trời ơi, đừng nhảy quá con bé. Động đất quá vậy. Nhảy nè, lên đây. Ở trên này nó có cây cục hết, không có nhảy được, lên đây ngồi lên nhảy nè. Rồi, bớt nhảy lại, rồi sao không, có sao không? Nhảy, động đất quá, bớt nhảy lại. Thì ta phải diễn tả cho các ngươi biết là cái câu chuyện ngày xưa nó sinh động như vậy chứ. Rồi tung tăng ngoài rừng như thế nào, khu rừng đó còn tồn tại không hay là bây giờ lúng quá trời. Lúng cái gì, đó là khu rừng này nè. Khu rừng này rồi hả? Ồ, hèn gì xung quanh cái lầm. Cô bé, ngồi xuống đây cho hỏi cái này. Hái hoa bắt bướm thôi mà sao nó mập dữ vậy? Nửa hỏi hoài. Không phải, ta thắc mắc lắm, câu chuyện nó chưa có đầu đuôi gì hết trơn á. Ngày xưa ta nói ta ốm nhơm ốm nhách như người vậy đó. Rồi tới hái hoa bắt bướm. Thế là có một con sói nó đi theo ta. Nó cứ ta đi đâu nó đi theo đó. Ta sợ lắm, ta tưởng là hắn định ăn thịt ta. Ai dè hắn bắt cóc bà ngoại của ta. Khoan. Ủa, cái gì vậy? Cái gì mà nó ngon nó ngọt thì mới ăn chứ, bà ngoại nhà ngươi già vậy ăn chi, không ăn nhà ngươi. Thì bây giờ tao mới tức. Tức quá. Bây giờ 10 năm sau tao lớn lên rồi, tao mới tìm hiểu, tao nói bà ngoại tao già như thế, xấu như thế, đã có gia đình như thế, mà tại sao bắt cóc để làm cái gì? Đúng không? Đúng rồi. Sao kỳ lạ vậy? Có vấn đề gì đó đây đúng không? Tại sao đi theo cô bé Hoàng Khăn Đỏ mà lại là bắt bà ngoại? Tại sao vậy? Trời ơi, muốn biết không? Có vấn đề gì? Đi vô hỏi ổng, kêu ổng ra đây, ổng trả lời cho nghe. Bây giờ nhiệm vụ. Thôi. Sói vậy. Ai đây? Đúng rồi, đúng là ngươi rồi. Ngươi là vua sói đúng không? Cách đây 10 năm ngươi đã bắt cóc bà ngoại của ta đúng không? Sói ca là ta. Sói ca. Bà ngoại ta đâu? Ngươi là ai? Ta là cô bé Trùng Thăng Đỏ. Sói ca nhiều hơn. Sói ca có fan hâm mộ nữa. Ta là cô bé Trùm Khăn Đỏ, ta đến đây để tìm bà ngoại của ta. Bà ngoại ta đâu? Ngươi hãy trả bà ngoại ta đây. Cô bé Trùm Khăn Đỏ à? Ngươi nhớ ta không? Các người, con kiểm tra mắt của cha coi còn tinh tường không? Vẫn còn tỉnh táo mà. Mặt này mà gọi là cô bé à? Phải gọi là bà bé Hoàng Khăn Đỏ mới đúng chứ. Thì cách đây 10 năm ta là cô bé,
Bây giờ ta đã thành bà bé rồi, cho nên ta mới đây ta tìm ngươi. Lúc đó ngươi là một tên sói già, nhưng mà bây giờ ngươi còn già hơn nữa. Bây giờ ngươi đã thành tinh rồi, ta sẽ gọi ngươi là sói tinh, được chưa? Ok. Nhưng mà ta thắc mắc ngươi nè. Trời đất ơi, ngày xưa ổng đẹp dễ sợ chưa, còn nhìn bây giờ đây nè. Ngày xưa ta ốm hơn bây giờ, đắng lòng quá. Cái quan trọng ngươi tìm ta để coi nhan sắc của ta hay tìm chuyện gì? Ta hỏi ngươi, bây giờ bà ngoại ta đâu? Ngươi hãy trả bà ngoại cho ta. Nếu bà ngoại ta còn sống, ta xin ngươi đó. Còn nếu bà ngoại ta chết thì ngươi hãy trả tiền cho ta. Không, trả cốt cho ta. Nghĩ sao mà cô bé già vậy mà bà ngoại còn sống, chắc bà ngoại cũng thành tinh rồi. Thôi cà, có chuyện gì vậy? Sao ca? Cái đồng hồ, đúng rồi, cái đồng hồ. Đây, thấy chưa, cái đồng hồ này là đồng hồ của bà ngoại của ta. Tại sao? Tôi không cho ngươi đụng vào. Okay. Anh thợ săn, anh thợ săn. Thợ săn có gì? Sao không? Thợ săn kỳ á. Đây, đây là anh thợ săn. Người, đây, người nói đi. Người là bằng chứng. Trời đất ơi, thợ săn gì mà mặt thiểu năng vậy? Trời đất ơi, ông ăn chút cái gì mà bây giờ ông đi hết nổi rồi hả ông thợ săn? Cái này con cáo hay là cái gì? Con này con này con quỷ gì vậy? Là sao nó chưa nói được gì luôn? Trả bà ngoại của cô bé ra đây. Ngày xưa ta là thợ săn, ta đi giải cứu bà ngoại con bé, nửa đường bị đau bụng, ta tạm thời nghỉ nửa tiếng. Vậy mà bụng cáo các người, sói các người tới bắt bà ngoại cô bé đi. Trả bà ngoại cô bé đây. Bắn đi. Ủa sao mà chết anh vậy? Ta bắt bà ngoại của cô bé có bằng chứng không? Tính mắt ta thấy. Mắt người thấy, vậy thì ta cũng thấy chính người mới là kẻ bắt cóc bà ngoại của cô bé. Vu khống. Cái gì? Vu khống. Cái gì? Tại sao ngươi nói với ta? Hắn là người bắt cóc hắn bà ngoại. Hắn là người bắt cóc bà ngoại. Sao vậy? Phải tin ta chứ. Đúng rồi. Phải tin ta chứ đúng không? Anh thợ săn bắt cóc bà ngoại ta để làm cái gì? Đúng. Ảnh đi vô rừng ảnh săn là ảnh chỉ săn thú thôi. Bà ngoại ta là người. Đây nè, cái đồng hồ là đồng hồ bà ngoại nè, một cặp nè. Đó. Đúng rồi. Cái này là ta lượm được ở trên đường đi chơi. Ngươi đừng có ngụy biện. Ngươi đang ăn thịt của bà ngoại ta rồi đúng không? Rồi ngươi lấy cái đồng hồ của bà ngoại ta đúng không? Ta là thú. Ta là thú. Ta có giờ để làm gì? Có. Ta chỉ biết mặt trời lên đi kiếm ăn, mặt trời lặn ta đi ngủ, không cần phải coi những thứ bà này. Bà ngoại ơi, hãy về với gia đình đi. Gia đình đã tha thứ mọi lỗi lầm. Bà ngoại ơi. Ngươi khùng rồi hả? Bà ngoại ta đã bị hắn ăn thịt rồi, làm gì có trong đó mà kêu. Ta không bắt bà ngoại ngươi. Đúng rồi, sói ca của nhà ta không bao giờ ơi, làm đi tìm bà ngoại chỗ khác. Chị đi, cô bé bằng này nói. Chị ơi, chị đó. Tôi tìm thấy bà ngoại của chị rồi. Đây là bà ngoại của chị đó. Trời. Đúng rồi. Ngoại ơi. Ngoại ơi, ngoại còn nhận ra con vậy? Không? Con là cô bé trùm khăn đỏ nè ngoại. Bà ra đây làm gì? Bà ra đây làm gì? Nè, ngươi làm gì ngoại ta? Ngươi làm gì ngoại ta mà bây giờ ngoại ngươi ta ra đâu vậy? Bà làm gì người ta vậy? Đi đâu vậy? Vậy trời ơi. Ngoại, ngoại ơi, ngoại làm sao vậy nè? Đúng rồi. Ngoại, ngoại, ngoại ở trong rừng riết, bây giờ ngoại cũng giống như con sói luôn rồi. Trời ơi. Tôi chết rồi. Chị đó, chị nghe tôi nói. Theo cuộc tình báo của những con báo xuyên đêm thì hình như bây giờ bà ngoại của chị đã ở chung với lại anh sói rồi, sói ca rồi. Hả? Bây giờ thành sói bà rồi hả? Đúng rồi con. Hôn nhân của sói ca hả? Mà sao bữa giờ lâu nay bà không có gặp con? Con ăn cái gì mà con béo phì quá vậy? Con ăn toàn quá chất không mà. Vậy hả? Dạ. Trời ơi tội nghiệp quá. Vậy thôi bây giờ con ở đây đi, có bà mổ thịt sói cho con ăn được không? Không, con lấy tạm con cho con ăn được không? Không được đâu. Nhưng mà nếu mà ăn thịt sói cũng được á. Vậy
mà nó ốm quá, ăn cũng ngon. Không có thấy được, không có thấy được. Ta không thể ăn thịt bừa bãi như vậy được. Chị hả? Bây giờ làm sao? Khoan nha, trước khi ấy Thái ca cho tụi con hỏi là cái con mà beo beo kia nhìn nó vừa giống con ếch nè, nó cũng giống con thằng lằn nè, mà nó cũng giống con heo nữa. Cuối cùng nó là con gì? Nó là con quái vật gì vậy? Nói chung ta lai, tất cả những loài thú trong rừng này đừng có thắc mắc. Nghĩa ta tục tình báo của những con báo xuyên đêm. Trước đây nghe mọi người ở trong vùng này kể lại, sói ca này đã bị đám thợ săn nghiền bắt, và chính bà đây đã xông ra cứu sói ca. Sau đó sói ca đem lòng thương bà, đã tỏ tình nhưng bà không chịu, nên sói ca đành phải dùng cách bắt cóc bà của chị. Ủa gì kỳ vậy bà? Sao bà cứu ổng rồi ổng thương bà không chịu đi? Đó thì bây giờ bà không biết bà có thương bà ở trong này đó. Bây giờ cái phần trên bà còn con người, cái phần dưới là bà ra con sói rồi đó con. Thấy không? Chết rồi. Có đuôi đàng hoàng đó, thấy không? Cái gì vậy sói ca? Cái gì vậy? Cháu bà đã kiếm ra bà. Vật này bà đã tặng cho tôi. Bây giờ bà sắp về với thế giới của loài người, tôi trả lại cho bà. Bà hãy về nơi mà bà đang sống. Đi, đi bà, đi. Cứ coi tất cả ở đây chỉ là kỷ niệm. Bà về đi. Không. Thiệt với ông, tôi sống với bầy thú lâu nay riết, bây giờ tôi như thú, tôi quen rồi. Tôi không có về với con người được đâu. Ông cho tôi ở đây với ông đi, ông sói ca. Bà ơi, con cháu với bà, không lẽ bà bỏ cháu sao? Thôi, bà, tôi xin bà. Bà ở trong rừng, bà quen rồi, bà không có về đâu. Con đi về đi. Không ấy, vô đây ở chung luôn. Còn không, vô đây ở chung luôn đi. Gia nhập vô đây với bầy sói luôn đi con. Bà nghe tôi rồi, nói sao hả? Cháu nó cần sự chăm sóc từ nơi bà, và bà cũng cần sự chăm sóc lo lắng của nó. Bà hãy trở về đi. Thôi tôi trở về hả ông? Trời ơi, tôi trở về rồi, ngày nào tôi cũng nhớ tới cái mõm chó sói của ông hết. Cái mõm chó sói thân yêu này, ngày nào tôi cũng chà răng đánh răng cho sói hết. Rồi ngày nào tôi cũng hung con sói này hết. Rồi bây giờ tôi về, tôi không có sói ca, tôi buồn lắm mà. Chắc tôi nhớ sói già nữa đó. Bà ơi. Gì con? Bà đứng lên, bà nghe con hỏi nè. Ừ. Bà ở đây 10 năm rồi phải không? Ừ. Bà có tình cảm với ông sói già rồi đúng không? Đúng rồi. Sao chị? Chị quyết định sao? Thôi được rồi. Tình yêu mà phải đến từ hai phía. Hai người họ yêu nhau quá, bây giờ mình cắt đứt, mình chia lìa, mình sao nở. Với lại bây giờ bà của tôi cũng sống với bầy sói này quen rồi, đã thành người của họ rồi. Cô mà bé, tôi cũng khôn lớn rồi. Thì thôi, cô bà bé, ở lại luôn đi nha. Giữa ta với bà ấy không có thể nào có tình yêu đôi lứa được. Tại sao? Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Cái gì vậy? Bởi vì ta là loài thú, bà ấy là loài người. Bà ấy đã dùng tình cảm của bà ấy đã cảm hóa ta, và ta đã trở thành một con sói ngoan ngoãn, không đi bắt người ăn thịt nữa, không phá hại ai nữa. Ta cứ ẩn nấp ở trong hang và sống nơi của mình, không phá hại đến ai. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã cảm hóa được những loài thú dữ như chúng tôi. Nhưng thế giới ở đây không thuộc về bà. Bà cứ về đi. Về để lo cho cháu mình, dạy dỗ nó cho nên người, và để cho nó báo hiếu cho bà.
xúc động quá. Ta sẽ bảo vệ các ngươi ở giữa thế giới loài người. Trời ơi, xuất hiện một con sủ nhi. Cái con sói này chắc về con xử đó. Con thôi, tình cảm mình đã là tức gì. Cô bé mà. Dạ. Con hãy đưa bà về đi. Khi nào bà khỏe có thời gian hãy lên thăm chúng tôi. Cảm ơn bà. Mình về thôi bà. Cảm ơn ông. Ông, bây giờ tôi sẽ về với cháu của tôi. Tôi về với loài người. À dạ, mệt quá. À dạ bà. Ông về không báo này. Lo chuyện cái tài riêng bây giờ nó bị cứng luôn rồi. Tình cảm chân thật để phá vỡ ngoại ngăn cách, để cảm hóa được trái tim của con người cũng như con thú vật. Đúng. Con thú mà nó sống còn hơn con người nữa. Trong đó con người mình đang tàn sát con thú. Thú mà còn tình cảm nhiều khi hơn một số người. Đó ghê không? Bây giờ chúng ta tạm thời quên tình huống này đi. Chúng ta phải đi dùng bữa với lại tự duyên duyên trẻ đẹp Đại Ngọc Trầm. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Bây giờ tôi sẽ cùng ăn bữa trưa với nữ diễn viên trẻ đẹp Đại Ngọc Trầm. Quý vị biết chúng tôi nằm quá thân vô chuyện cổ tích gì không? Quý vị hãy tự đoán đi. Bởi vì sao ông bạn ngồi kế chúng tôi, ông không có gì, ông chỉ lip sync lại những lời tôi nói. Vì sao? Ông quá mệt rồi. Bây giờ Đại Ngọc Trâm, cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Đại Ngọc Trâm, cái tên không quá xa lạ với những người yêu thích thể loại kịch sân khấu. Với chủ đề cổ tích, câu chuyện quen thuộc mà Ngọc Trâm mang đến sẽ để lại cho khán giả những thông điệp gì? Xin chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả biết mình là ai không? Mình là nàng tiên cá đó. Một nhân vật rất là nổi tiếng trong truyện cổ tích mà cả thế giới ai cũng biết hết. Mà tại sao mình lại xấu xí như vậy? Tại vì mình đã sống ở vùng biển bị ô nhiễm. Mình uống phải nước biển ô nhiễm cho nên mình mới ra nông nổi như vậy. Cũng may mình là tiên cho nên mình không có sao hết. Và còn một điều nữa, quý vị khán giả sẽ biết là nàng tiên cá luôn luôn có giọng hát hay đúng không? Giọng hát đó có còn ở trong cái tập hội quán Tiểu Lâm này hay không? Quý vị khán giả hãy chờ xem nhé. Đây là biển. Đây là biển ư? Ôi, sao cảnh lạ hóa. Ta tìm đến đúng nơi rồi chăng? À, hai cụ ơi, hai cụ cho cháu hỏi là người ta chỉ cháu á, ở đây á, hai cụ là nhà tiên tri đúng không ạ? Con này nó bị bệnh rồi. Tôi mà nhà tiên tri tôi đoán nó xuống đây là tôi trốn rồi. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Không. Không. Ủa vậy tôi tới đây làm chi ta? Trời ơi. Ừ, này chắc biên hòa mới xuống nè. Mày la hoài mệt quá. Xin lỗi, nhớ rồi. Hàng xóm có dặn tôi là tới đây để hỏi hai nhà tiên tri là tại sao tôi bị mất trí nhớ, tôi không có nhớ cái gì hết. Làm ơn giúp giùm tôi, đoán giùm tôi đi. Tôi là ai vậy? Tôi đến từ đâu vậy? Và tại sao tôi lạc vô cái nơi chốn này vậy? Theo cách ăn mặc của cô, ta ở dưới thủy cung này cũng lâu năm rồi. Ta nhìn cách ăn mặc của cô về tấm lưới mành kia, ta nghĩ cô là
nàng tiên cá. Hình như ta đã nhớ ra một cái gì đó rồi. Không, nhà tiên tri ông đã đoán sai rồi. Đây cũng là nàng tiên cá, nhưng mà mới với sắc đẹp này thì tôi nghĩ đây là một cái loài cá rất là lạ. À, cá mặt quỷ đúng không? Không, không, tóc phần nó đỏ mà môi nó thâm mà. Nhưng mà phần này rất đẹp mà. Chỉ có cái miệng thôi là giống cá chùi kiến. Không không, cái khúc miệng này là ta đã nhớ rồi. Tại sao ta bị như vậy rồi? Tại sao? Vì sao? Ta nhớ cách đây vài hôm, ta đang bơi giữa vùng biển bao la, bỗng dưng ta khát nước và ta đã vô tình hả họng ra hớp một miếng nước biển. Và sau đó cái môi ta thâm như vậy luôn đó. Sau đó ta quằn quại, ta không nhớ gì hết. Và ta cứ bơi, và ta đập đầu vào một con rùa, và ta mất trí nhớ. Cô ấy đã mất trí nhớ rồi. Cô ráng cố nhớ thử xem nơi cô sinh ra là ở đâu, và cô ở cái vùng biển nào. Ta sẽ tìm cách chỉ cho cô và dẫn cô về nơi cô sinh ra. Đúng rồi. Mất trí nhớ sao nhớ? Ráng đi. Tập trung hết đi. Tập trung đi. Dồn máu lên não. Nhớ cha mẹ mình là ai luôn không? Ta chỉ nhớ là khi ta đến đây, ta khoác trên người tấm lưới này. Cái này đâu phải là lưới, cái này là rong biển đó bà nội. Ủa gì hả? Sao rong biển dạo này ngộ vậy? Cái này gọi là một cái loài tảo biển. Người có thể ăn được, cá cũng có thể ăn được. Nhưng mà tôi không ăn được, tôi ăn tôi chết à. Vậy em tặng chị luôn đó. Chị đem chị đi lắc sa tế đi. Không. À, đúng rồi. Ta nhớ rồi. Lúc nào bên người ta cũng mang theo cái này hết. Cái gì vậy? Ta biết cái này chết liền đó. Cụ hãy dùng tài tiên tri của cụ. Cụ nhìn nó và cụ đoán đi. Nó ở đâu vậy? Tại sao ta có nó? Vậy nó có liên quan tới cuộc đời của ta? Cái cây này cây gì vậy ông? Ở dưới biển không có loài sinh vật này. Cái loài sinh vật có lẽ à? Cái này do con người làm ra. Con người làm ra? Vậy có nghĩa là ta có mối quan hệ với con người hả? Trời, ta không nhớ gì hết. Chết rồi. Cái này cô mua ở đâu? Cái này chứ ở dưới biển là không có rồi đó. Ở dưới biển chỉ có ngọc trai chứ không có hột bẹt. Không có kim sa. Ai đã mang cho ta những thứ này? Còn một thứ nữa mà ta luôn nắm ở trong tay. Cái gì vậy? Một nút. Trời ơi, cái gì vậy? Bà không có nhớ gì cá không mà hộp nút này nó ở đâu ra? Hay đâu ra cũng đó. Đứng im coi. Đứng im coi. Nhìn lên đứng im coi. Trời ơi, sao dắt tôi xuống biển chi vậy? Tôi hở không được luôn á. Ủa vậy? Đứng im. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Không quen. Hai người này là ai vậy? Ta là ta phù cũng thủy. Không biết. Phù thủy? Đúng rồi, hãy gọi ta là một nickname quen thuộc chị Thủy. Trời, tao chưa có thấy con phù thủy nào mà đẹp như vậy hết nha. Mày xạo là tao gõ cái đi trong mặt này bây giờ á. Bình tĩnh bà hai. Ôi, bình tĩnh. Không phù thủy cái nào Hàn Quốc hả? Không biết, dắt xuống đây làm gì phù thủy? Dắt tôi làm gì? Hả, từ bình tĩnh. Tôi thấy bà này giống phù thủy hơn á. Định dẫn xuống đây mua một ít hải sâm, đồ ớt thối đi chỗ khác đi. Cái gì vậy trời? Bà xuống đây bà giúp cho tôi là tìm thấy người tôi yêu, người đã cứu tôi thoát chết mà. Đây ta, người yêu của chàng. Ta có một giọng hát rất là thiên thần và thanh thoát. Ta nhớ rồi, ngẫm mày khó chịu quá. Tôi nói là nhớ rồi, cái người mà bà biến cho tôi thở được dưới biển đi. Hai
hai ba. Chị Thủy, em nói chị Thủy nghe nè. Chị Thủy, em bị mất trí nhớ, em không có nhớ cái con khỉ gì hết á. Bây giờ chị Thủy giúp cho em đi. Em té em đập đầu cho con rùa là từ đó em mất hết ký ức luôn. Bây giờ chị Thủy giúp giùm em đi. Chị Thủy giúp cho em khôi phục lại trí nhớ đi. Mà em nhớ cái lúc trước khi mất trí nhớ em cầm hai cái này mà không biết hai cái này là cái đồ quỷ gì nữa. Em cầm hai cái này. Cái này là người ta kêu là cái nút áo. Đúng rồi. Còn cái này người ta kêu là cái micro. Mặt em giống cái xô quá à. Kêu ô hoài à. Bây giờ bị mất trí nhớ đúng không? Đúng rồi. Ok, chị sẽ giúp cho em sẽ vĩnh viễn không nhớ gì nữa. Ủa gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Tôi kêu bà giúp giùm tôi để cho tôi nhớ là tất cả mà kêu tôi không nhớ gì hết là sao? Có bao giờ thấy phù thủy nó đi giúp người không? Bà phù thủy nói chỉ có hại người thôi. Bà đang nói bà đang giúp tôi mà, bà dắt tôi xuống đây để tìm cái người mà đã cứu ta thoát chết để ta dắt về cưới để làm vợ của ta, sẽ làm sống hạnh phúc ta suốt đời ở cung điện của ta. Cái nút áo giống kìa, giống trên tay nàng tiên cá. Vậy là trước khi mất trí nhớ chúng ta có làm gì nhau à? Không. Ê, nhiều khi đây không quán gì nhau hả? Không, đứng im coi. Đây, bên này á, đặt bên này may đồ. Mày thiếu cái nút áo, đây giờ đem qua gắn lại. Không, ta nhớ mày mãi rồi. Cái nút áo này là cục bộ đồ này. Ngày hôm đó lúc ta bị chết chìm trong một cơn bão bùm bão mưa bão to. Rồi. Bà đừng có chít nữa. Tôi là hoàng tử, tôi trên đất liền chứ không phải dưới biển. Bà chỉ là phù thủy dưới biển thôi, bà hiểu không? Không có thể nào sử dụng được mất trí nhớ của ta đâu. Mình đổi đầu đi. Ai da, đau quá. Nghe ta nói nè, không có mất trí nhớ nổi đâu. Nhưng mà ta nhớ là cái người mà cứu ta thoát chết là có một giọng hát rất hay. Nếu mà bây giờ thi hát đi, đứa nào hát hay là người cứu chàng. Phải không? Đúng. Hát cái gì? Bây giờ mình hình như mình... cái ký ức này ta đã thấy ở đâu rồi thì phải. Im đi, bây giờ thi hát đi chị. Không có con cá mà nó mập như chị bụng mở không nè. Không phải, tôi uống nước biển. Bây giờ là mình sẽ thi hát. Tôi có một bài hát này hay lắm. Ủa mà sao phải thi hát? Thi hát để biết đứa nào là người cứu hoàng tử. Hoàng tử nói người đó hát hay lắm. Đúng rồi, ta nhớ một ký ức của ta. Người mà cứu ta thoát chết có một giọng hát thật là hay. Mà có đẹp không? Bà xỉu, ơi, chuẩn bị coi chương trình văn nghệ. Coi đi ông. Keo này, bên này thua chắc rồi đó. Bây giờ hai đứa mình sẽ hát chung một bài. Bài này dễ hát. Bài hát bài gì vậy? Bài này có tên là Gõ Cửa Trái Tim. Hát sao? Nghe ta hát trước nha. Vô. Gõ cửa trái tim, sao anh hừng hờ ngõ hồn tái tê, nắm cánh thần thờ. Đúng cái giọng hát. Nhìn lòng mắt răng tơ, để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Vô. Đó, anh đi mẹ. Yo. Gõ cửa trái tim. Yo. Hình như trong ký ức của ta nhớ hồi đó ta hát hay đó, mà sao bây giờ kỳ vậy? Thôi bà ơi, bà xạo quá, không hết đứa nào mà hát dở nó chịu mình hát dở hết trơn á. Không có, ta nhớ là trong ký ức của ta đâu? Hát hay lắm. Con của ta đâu? Con của ta đâu? Con trai, đâu rồi? Nàng thiên cá. Nàng thiên cá đã, ta tìm được rồi. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Thiên cá, trời ơi không nhớ gì hết hả? Con này là con quỷ gì vậy? Hả? Con này là ta con gì? Ta là con gì mày hỏi là cái gì? Hả? Đây, ta là Bạch Tuốt Tuần Tuột. Bạch Tuốt Tuần Tuột là anh của con đó. Còn ta là Long Dương. Em gái, tại sao vậy? Tại sao cãi lời vua cha mà lên trên mặt đất á, rồi yêu thằng này chi, rồi dắp cục đá, rồi quên trí nhớ. Ngày xưa là một nàng tiên cá xinh đẹp, lên đến kia rồi thở không được không khí, ô nhiễm. Vậy đây là cha của con. Cha đó, anh đây. Còn nhớ là
lại coi. Nhớ đi. Con có một giọng hát thật là tuyệt vời. Nhưng mà giọng hát nó đâu rồi cha? Tại vì con mê sai chàng hoàng tử trên mặt đất. Con đánh đổi giọng hát của con. Con đem giọng hát con tư vô tiệm cầm đồ để cầm giọng hát đó rồi. Trong lúc con cầm tiếng hát của con, chính mẹ phù thủy này là lấy tiếng hát của con và dùng tiếng hát của con để mà dụ dỗ chàng hoàng tử kia. Con đã nhớ lại chưa? Hình như con đã nhớ gì đó rồi. Đây có nghĩa là người yêu của em. Đúng vậy. Hoàng tử. Đâu? Là cứu ta. Đúng vậy. Nè, thiên cá đã cứu anh. Ta mới là người cứu chàng. Có một giọng hát thật là hay. Gò cửa trái tim. Đó chính là giọng hát của con. Giọng hát này mới đúng nè. Là của em coi nè. Nó có giọng hát của con. Đúng như vậy. Đừng cãi nhau làm gì. Hãy dùng tình cảm của mình, hiểu không, để chinh phục người khác. Đừng có chửi lộn, hiểu không? Ta đã ở dưới đáy biển sâu này biết bao nhiêu năm rồi. Tình cảm vợ chồng ta vẫn như xưa. Nhờ Long Dương cai quản. Đúng. Mọi chuyện ở dưới này rất ổn. Ông biết cai quản được biển xanh. Chỉ có một người con gái thôi. Tại sao ông không cai quản được? Đó là vì tình yêu. Đúng. Tình yêu, vì tình yêu người ta có thể làm hết tất cả những điều người ta muốn. Kể cả đánh đổi đến tính mạng của mình. Ông có phép thuật. Ông hãy cho con gái của ông hát lại như xưa. Wow, cái này khó lắm. Và cho cô ấy lấy chàng hoàng tử kia, để tình yêu của họ mãi mãi đẹp trong mắt của tất cả mọi người. Lúc đó cô ấy không còn tương tư nữa, không còn phải lén lút nữa, mà tự do thoải mái lên xuống dưới thủy cung này. Cảm ơn vợ chồng sao biển. Nhờ vợ chồng ngươi mà ta đã tìm được con gái của ta. Được, ta sẽ dùng phép thuật cho con hát trở lại thật là tuyệt vời. Hát đi công chúa. Hát đi gõ cửa trái tim. Ta hát thuộc đi. Hát gõ cửa trái tim, mang anh đường vào. Hát gõ cửa trái tim. Cái gì vậy? Mang đường vào. Trời ơi, không biết là bị gì. Ủa, tại ông hát hát dần thôi chị ơi. Thôi có lẽ lâu quá nó không hát được. Nó hát không được hay. Thôi được rồi. Bạch tuốt tuột tuột. Thôi tỉnh dậy. Trời ơi, bạch tuột. Mau đưa em gái về. Lẹ lên. Còn tình yêu, còn tình yêu của chàng hoàng tử được. Và nàng tiên cá thì sao? Được, ta sẽ táp hả? Tác hợp cho hai con. Ta mệt quá rồi. Táp hạt. Ta sẽ tác hợp cho hai con. Đi theo ta. Dạ. Yeah. Đi. Trời ơi. Đi luôn hoàng tử. Đi luôn đi hoàng tử. Đi thấy chưa? Đi tình yêu mà chúng ta có thể đánh đổi cả tấm mạng. Đây chỉ là đánh đổi tiếng hát thôi. Và bất kỳ nhớ tôi để khi cho ta ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp diễn viên ca sĩ Hà Vinh Khánh để coi anh ta sẽ ứng phó thế nào với gia đình của anh Tư Lập. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Chưa làm gì hết mà thấy mặc bộ đồ hay là thấy có vẻ hơi mệt chứ nặng rồi đó. Vừa nặng đầu mà vừa nóng. Không sao. Nhưng chúng ta là phải đóng mát mẻ thì chúng ta ở dưới đáy biển. Chúng ta làm gì đây? Không cần làm gì hết. Chỉ chờ Kevin Huy Khánh tha bẫy vô cứu vậy thôi. Đúng. Cứu không được thì bỏ chạy. Tính tính nào thật đó. Không nên làm như vậy. Nổi tiếng khắp cộng đồng mạng với vẻ ngoài điển trai, Kevin Khánh cũng chính là người bạn thân thiết lâu năm của nữ ca sĩ Khởi My. Cũng chính vì thế, không quá khó hiểu khi chàng trai này đã nhận được khá nhiều lời yêu cầu đến với chương trình từ phía khán giả. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Khánh tới chương trình Hồ Quán Tiếu Lâm. Thì Khánh vào vai một nhân vật cổ tích. Nhìn màu xanh thì nghĩ là các bạn cũng đoán ra được 20%. Thì vào vai này á, thì Khánh sẽ đấu với đại gia đình Hồ Quán Tiếu Lâm. Nhưng mà câu chuyện đã bị biến thể. Nói chung là biến tùm lum tùm la hết trơn á, từ lưa tài leo hết trơn á. Nói chung là đổi lắm. Các bạn muốn biết thì hãy theo dõi tiểu phẩm này nhé.
nữa nha. Cái đứa kia đâu rồi? Hôm nay là tới ngày học sinh khác rồi mà không có thấy nó đâu, mặc ở đầu chừng lần nào cũng trốn học là sao? Bỗng bị đâu? Giờ tôi làm gì ở đây trời? Nhức đầu quá. Dạ thưa thầy. Con là ai, tên gì, giới thiệu. Dạ con là Mỹ Mộng. Mộng Mì. Mỹ Mộng. Mộng Mì hả, đi qua đây. Ủa sao kỳ vậy? Đi qua đây, đi qua đây, đi lẹ lên. Còn con tên gì? Dạ con là anh trai của Mộng Mì. Con là con của Sơn Tinh. Con là Sơn Thùng. Con hát ngang bài chơi coi. Dạ. Bài đó ú nụ đó. Hát đi. Dạ thầy kêu con có thể dời non lấp bể thì được, chứ hát ú ú ù là con luôn thầy. Không có hát được đâu thầy ơi. Sao tên Sơn Thùng? Dạ Sơn Thùng đó, hát bài đó đi. Sơn Thùng là giờ thầy thấy cái thùng ra con lấy mình sơn thùng thầy biểu diễn coi được, chứ cái đó không phải. Lấy smartphone gọi ba má xuống đây chơi. Dạ con đi học là có quy tắc là không bao giờ đem điện thoại hay là sử dụng gì hết. Nội lực của con là có thể dời non lấp bể. Người xạo. Người nói vậy là người nói sai rồi. Là sao? Tại vì người xuống đây dưới biển, người học nên không có đem được, nó bị vô nước đúng không? Đâu được chứ, nè. Vô nước nó không có đem được. Thầy, chụp. Đó. Thấy sức mạnh của con chưa? Dạ dạ con xin lỗi cô. Cái gì? Dạ. Người nói cái gì? Dạ. Dạ tại ố là con tưởng đâu cô. Mình học tao biết bao nhiêu lâu rồi, cô cái gì? Anh dạ, dạ, biết rõ giới tính rồi. Dạ chưa bạc chí. Vậy chứ dạ. Đó, vậy luôn nè. Thầy. Học cái trường này bắt đầu thấy nhức đầu không rồi đó. Không thấy thầy để vậy đẹp nè. Không thấy thầy. Kỳ ha, trời. Không mấy hãy bay leo lên đầu tao ngồi đi. Đừng, con đang chăm sóc cho thầy. Con đang chăm sóc lại. Dạ thầy, tụ họp hai anh em tụi con tới có chuyện gì ạ? Hai người học rất là kém. Đúng rồi. Đúng không? Nên á, hôm nay á tao yêu cầu hai người phải dắt ba má xuống đây nói chuyện cho. Trời ơi thầy nói kỳ vậy, con không rất là giỏi. Ngồi ba má xuống đây, không có nói nhiều nữa. Khổ thầy quá. Nói thầy nghe nè, mấy thầy. Thôi để rồi để con giúp thầy tháo luôn ha. Tháo luôn. Để tao mua đêm mà. Bây giờ ba. Ba. Sao cha mẹ lại tới đây. Ủa sao thầy kỳ vậy? Sao vậy? Ủa thầy sao vậy? Thầy sao vậy? Dạ mẹ. Thầy bị đau chỗ nào? Ta gặp lại tình xưa. Tình xưa là sao? Không còn nhớ ta sao? Không còn nhớ ta sao? Ta đây. Nhớ chứ. Ta đi. Nhớ chứ. Nhìn như con cá chốt là hiểu rồi. Chạy tôm ta đi, còn đợi gì nữa? Come on baby. Come on. Chuyện gì vậy ba? Gì vậy? Cái gì đâu vậy cha? Lộn. Gì vậy? Chuyện gì nữa vậy? Trời ơi. Sao lâu quá không gặp. Nè, giờ, cái bộ râu gì không? Giống quỷ vậy trời. Bộ râu gì kỳ cục vậy? Ta hận nàng và cha của nàng. Sao vậy? Chơi ăn gian, thông đồng với Sơn Tinh để gả cho Sơn Tinh. Ta buồn quá, bây giờ ta cạo râu ta cũng phải cạo theo hình trái tim bị nứt nữa nè. Ta còn xăm FA nữa nè. Trời ơi, ở giá suốt đời luôn. Thì ra tới giờ ngươi vẫn chưa có gia đình à? Đúng. Nghe ngươi là á cả cuộc đời ngươi không bao giờ có gia đình đâu hả? Chà, Thủy Tinh, lâu quá không gặp. Ông vẫn khỏe chứ? Ta vẫn khỏe. Mặt ta trẻ hơn ngươi là ngươi biết rồi. Ta còn lo cho con cái. Ngươi chỉ lo nuôi trai đó mà. Tại sao ngươi biết ta có trai mà nuôi? Ở dưới biển
không có ngọc trai sao? Có. Thầy à, sẵn ngày hôm nay cha mẹ con xuống thăm tụi con, thầy có chuyện gì cứ hợp với cha mẹ con đi. Dạ, đây là cha mẹ con á. Chuyện cũ bỏ qua, vì thế hệ tương lai, ta gửi con ta học ở chỗ ông. Có chuyện gì ông cứ nói. Ngày hôm nay coi như họp phụ huynh, mời thầy. Đầu tiên là con gái của ông xuống dưới đây học mà không lo học, chỉ ngồi mơ mộng còn viết thư tình nữa. Ở đâu ra? Trời ơi con. Không có cha. Con gái mới bao nhiêu tuổi đầu mà đi yêu, sao giống má nó quá vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Thằng Trang, tôi ngày xưa tôi đâu có yêu ai đâu. Toàn là sơn tinh trọng... sơn tinh thủy tinh yêu tôi chứ tôi đâu có yêu ai đâu trời. Bà nó bỏ tôi. Nó bà không à. Bà bỏ tôi vô khống thích vậy đó được không? Còn con trai của ông hả? Xuống đi học mà không lo có hát, không có lo hát hò gì hết trơn á. Hả? Tên sơn thùng mà không hát tôi kêu sao mà không làm theo vậy? Hỗn xược. Sai. Kiểm điểm. Đuổi. Ủa gì kỳ vậy thầy, gì ngang ngược vậy? Xuống đi học trường tâm hả? Tôi cho nó xuống đây học văn hóa, đâu phải cho xuống học nhạc mà thầy bắt nó hát. Xuống đây là học sinh thái, hiểu không? Dạ, học sinh thái mắc mớ gì tới chuyện hát hả thầy? Hát để làm cho tôi vui tôi mới dạy được. Trời ơi, cái gì vậy? Thầy à, bữa nay thiệt sự tôi rất là buồn. Thầy có thể hát cho tôi vui được không? Xin lỗi, ông không phải thầy tôi. Tôi không phải thầy của ông, nhưng tôi là người đóng tiền để nuôi ông đó. Đúng rồi. Nếu tôi rút hai đứa con tôi về, hỏi thử thầy có mất dạy hay không? Đúng rồi thầy ơi, lớp này có mình con với anh con học, và đuổi hai đứa con thầy dạy ai? Sao thầy gật lắc tùa lưa vậy? Gật thầy lắc. Đang bế tắc. Thầy đang bế tắc. Ủa cái gì nữa vậy? Bình tôm người ta không khổ à. À tướng ca. À Tài ca. Không nhớ tôi sao đấy. Tài ca. Ngày xưa tôi đã đi làm cho Tài ca, bây giờ tôi làm cho Tài ca. Ôi Tài ca. Cái gì? Sai không đại ca hả vậy? Gì? Ông chỉ giỡn hoài. Đây là thuộc hạ của ngài, ngài chưa không nhận ra sao? Ta không nhận ra. Cách ăn mặc này hình như không phải ở nơi ta, mà ở trên một sa mạc. Ủa vậy là con gì? Con thằng lằn hả? Không, con đã nhận ra rồi. Đây là một cái loại người chỉ có mông với cổ thôi. À chàng ơi, còn cái người mặc áo màu xanh kia là ai mà nhìn dị dạng vậy chàng? Dạ. Nhìn giống như người dơi hay là một cái động vật gì đó rất là quý hiếm. Ở dưới biển có con nọ con kia, nàng không thấy con cá mặt quỷ sao? Cảm ơn ngài quá khen. Nếu là ta là cá mặt quỷ thì ra là con cá mặt quỷ đẹp nhất ở dưới đây rồi. Không, giống cá mặt sệ. Cái gì mặt sệ? Thôi, vào việc đi. Dạ thưa ngài, có phải ngài là Sơn Tinh không? Phải. Tôi xin giới thiệu, tôi là thầy dạy học cho hai người con của thầy. À, thì ra ông không phải là thầy giáo của hai đứa con tôi à? Ủa phải không? Hồi sát bằng tay vừa hỏi hoài. Ta là vua của nhà, đại ca của nhà ngươi đó. Vua đại ca là gì? Ta là đại ca của nhà ngươi đó. Tại sao đòi tát ta? Cái gì? Ta phải tát ngươi được. Trời. Đúng rồi. Cái tát rất là đàn ông ha. Yeah. Vậy như vậy, bởi vậy nuôi trai là phải rồi. Hèn gì kiểu mùi của ta suốt ngày cứ mơ mộng hảo quyền mà thôi. Ngài thông cảm. Bởi vì Thủy Tinh sau khi đã mất người yêu rồi xuống đây ở một mình, cho nên
ngày đêm cứ tơ tưởng chuyện tình xưa, cho nên tánh tình không còn được như xưa. Thế là biết rồi. Vậy mà ta có tưởng là thủy tinh đổi hệ rồi chứ. Dạ. Mẹ. Sao cha cứ nhức đầu không quay vậy? Cha gửi lầm thầy. Đọc lá thư đi. Dạ thưa. Dạ thơ đây, từ từ. Dạ thưa. Thơ thưa nha. Cái chuyện gì cũng phải từ từ. Ở dưới nước nói chuyện nhiều quá, lẹ quá nó sẽ bị ngộp nước chết. Dạ. À, xin báo cáo với ngài là cái tình hình học hành của hai em đây. Sơn Thùng thì do ngài này dạy, tôi không có biết. Nhưng riêng em Mộng Mị này, em học hành thì không hơi sao lãng. Bây giờ là tôi nói đâu có hay đâu, đâu hay đâm an. Dạ. Và có một bữa nọ tôi lại bắt gặp bức thư này. Xin ngài đọc thì sẽ rõ. Ai là thầy hiệu phó? Dạ thưa đây. Gửi thầy hiệu phó. Thầy ơi, em thương thầm thầy từ lâu. Mỗi lần nhìn thấy thầy giảng bài, cái cục dê chó ấy cứ làm em xao xuyến. Em viết thư này để tỏ tình với thầy. Cái cục dê chó rồi tới cái gì vậy ông? Em viết thư này để tỏ tình với thầy. Mộng Mị, con hết người sao mà con tỏ tình với người đàn ông của con dê chó vậy con? Chữ này có phải chữ của con không? Dạ, theo con xác nhận thì chữ này là của thầy hiệu trưởng. Hả? Ồ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông hiệu trưởng. Của nó, đâu phải của tôi. Thôi nhận đi. Nhận đi. Của tôi. Nhận đi rồi ta dắt đi qua Thái Lan. Qua bỏ làm gì bắn ra ba té nước hả? Trời ơi, bê chữ bê này quá. Không phải chữ của con ta. Cái gì là? Ở dưới kỷ cung này, ông muốn kiểm tra ai thì ông kiểm tra. Chữ này không phải của con ta. Nếu mà không phải là của con gái ông thì chắc chắn là của con trai ông. Hả? Không. Cái gì? Cái gì vậy? Cái này là của thầy hiệu trưởng. Tại vì con học thầy lâu lắm rồi, con biết cái nét chữ của thầy. Của con trai ông. Con trai ông mặc đồ kìa. Muốn cái mặc đồ kia vậy là muốn rù quến ông thiệu hiệu phó nè. Đúng không? Làm chắc, gì ở gồng hả? Chắc quăng cục đá nữa quá. Biết tao có thể dời non. Dời non lấp bể không? Hả? Bây giờ sao? Chà, chà không biết giới tính còn rõ ràng từ đó tới giờ rồi đó. Tội nghiệp cho muội. Ôi, cả một con cung dụng lớn như vậy mà không tìm ra hung thủ. Ui, thật là buồn thảm quá đi. Vậy hay là của, cái này là của ai? Ui, ta làm sao biết được. Dạ, ngài là chủ nhân ở đây, ngài là chúa tể ở đây thì ngài phải xét à. À, là ta nói gì cũng được đúng không? Ui, dạ. Thật là buồn thảm. Ui. Ta đi đây phải không? Không, ta vẫn đi vòng vòng thôi. Cái trò mà ta hay đi đây ta rành lắm. Là bây giờ là của ai? Không chừng thôi, đây, theo như ta phán xét thì đây chính là bức thư của con gái của ông ghi cho thầy phi phó. Không sai vào đâu được. Phiền thầy hiệu phó cho tôi mượn kỳ viết được không? Kỳ viết à? Tôi muốn kiểm tra coi thử. Được. Nét chữ này có phải con tôi không? Mẹ ông Mỹ, Mộng Mỹ. Mộng Mỹ, con rảnh quá, con ở không quá. Để ở đây, người ta là thầy, ắt hẳn người ta có viết, con có cần đi lấy hay không? Dạ. Phiền thầy cho tôi mượn kỳ viết được không? Để tao phép lấy cái viết. Cuộc sống thật là nhiễu nhương, hãy mau kết thúc đi, không còn thời gian đâu. Người tránh ra. Viết đâu? Đây, pháp thuật đã tới rồi. Pháp thuật quay đi lùi. Mộng Mị. Dạ. Con hãy viết vài chữ cho cha coi. Ghê vô cái tấm thớt của anh con nó viết đi. Dạ. Vài chữ thôi, chỉ cần cái nét không? Là được rồi. Dạ. Vài chữ thôi con. Đây. Phiền các ông hãy coi nét chữ có giống hay không. Ừ. Quả thực, quả thực là có nét hơi khác đó. Như vậy là bức thơ này của ai viết đây? Mời thầy hiệu trưởng. Ông viết vài chữ tôi xem. Nếu ông quệt quạt cho ra chữ là cái này, tôi khẳng định của ông.
Nếu ông nắn nót cho chữ đẹp, tôi khẳng định cái này là của ông. Cho nên ông đừng viết, ông nói là của ông cho rồi. Ông ừ đi, đúng không? Đúng rồi. Thấy hiểu bó. Trời ơi, thầy hiệu trưởng, tại sao thầy là dám làm cái chuyện mà vu oan cho học trò của ta vậy? Ha? Thầy hiệu trưởng, thầy có ghét phụ huynh á thì thầy cứ chửi thẳng phụ huynh, tại sao vu oan cho học sinh như vậy? Tôi biết thầy thù hận tôi, tôi biết thầy thù hận phụ huynh, nhưng mà từ từ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Bây giờ thầy hiệu trưởng phải giải quyết chuyện này cho lẹ, thời gian đã hết rồi. Thôi được rồi, không dạy cái môn gì. Ngày hôm nay ta xuống đây vô tình lại gặp lại người quen, nhưng ta đã tin tưởng gửi con cho các ông. Ta mong rằng các ông hãy dạy dỗ con cái của ta cho nên người. Thù hận xưa của chúng ta từ nay quá giải. Ta còn nhiều chuyện để làm. Tạm biệt các ông. Cảm ơn các ông đã quan tâm tới con gái của ta. Trời ơi, rất là hay, rất là hay. Khổ quá. Mệt quá, càng tiến luôn rồi. Công nhận cái chuyện mà tình yêu mà nó kéo dài như vậy mà giật chó không biết giải quyết được thôi là mừng biết bao nhiêu. Nói chung là nó cũng phức tạp và cũng nguy hiểm. Nói chung là bây giờ mình phải xóa bỏ những cái hận thù. Đúng rồi, phải để cho phát triển một cách tự nhiên. Bây giờ chúng ta đến với phần Tiếu Lâm Hội. Bây giờ sẽ là Tiếu Lâm Hội. Chà, Bụt ơi, ông Bụt ơi, có thể cho con biết cái phần này có vui hay là không vui? Tùy theo con. Con thấy vui thì nó vui, con thấy không vui thì nó sẽ không vui. Tùy theo những người có mặt trên đó, và tùy theo ba vị khách mời làm những gì. Chứ ta nhìn thấy đồ ta là ta thấy vui rồi đó. Vậy thì ta đi tìm Tiếu Lâm Hội để xem vui hay là không vui. Ta đi đây. Xin chào tất cả các thần dân. Ngày hôm nay vương quốc của ta có một buổi event rất là long trọng, tổ chức cho anh trai của ta tròn 20 tuổi, đủ tuổi lấy vợ cũng như đủ tuổi ngồi tù. Cho nên vua cha đã tổ chức một buổi sinh nhật, cũng như là kén vợ. Tất cả các cô gái trong thành đều có thể tham gia kén chọn. Xin chân thành cảm ơn. Ta cũng tuyên bố cho các người biết, vì hoàng cung vừa mất trộm cho nên mão mũ của ta và tất cả những người trong cung đình không còn một cái nào. Con thấy ngày hôm nay thế nào, tên trộm nó cũng trà trộn vô đây cướp quà của anh hai nữa, cho nên là con muốn xét giấy mời. Được. Ai không có giấy mời sẽ đem ra chém đầu. Con cứ xét đi. Ok. Lâu. Đấy. Mặc áo nhúng bèo đồ ha. Giấy mời đâu? Giấy mời gì? Vô đây là phải có giấy mời. Đâu ai đưa đâu. Thôi không sao đâu con, người ta đã vào đây dự thì mình cứ để cho người ta dự. Bởi nay giờ bữa tiệc là nói chung là không phải gọi là tiệc mà đến đây để chung vui, chứ mình cũng đâu có đãi gì đâu mà sợ. Nhưng mà lỡ Lê là nhưng mà không được, lỡ vô đây cướp đồ nhà mình sao? Ôi cướp thì sao, kia bác đại quánh. Còn cái chuyện này vô đứng coi chơi ăn uống gì đâu. Giấy mời. Vậy là cha quyết định là không cần xét giấy mời đúng không? Không cần xét giấy mời. Ok. Còn con muốn xét cái gì con cứ xét nó đi. Thôi bây giờ con muốn xét cái gì cũng được đúng không? Đi đây. Nhà ngươi có gì quý giá hơn cọng dây nịch? Tháo cọng dây nịch ra. Ủa là tháo luôn hả đức vua? Công chúa con của ta có quyền làm tất cả những gì cô ấy muốn. Chết rồi mà lỡ bạo quá rồi cũng phải chiều luôn hả đức vua? Cố gắng đi. Nhanh. Lấy dây nịch. Lấy dây nịch. Có lấy cái kia không? Đợi chút tính.
định lấy cái quần nhưng mà thôi đó. Lấy ông cho luôn nè. Khỏi. Đem cái dây đến đây cho cha. Dạ. Để cha xử từng người một. Hả? Người bước ra đây. Người tên gì? Dạ con tên Lũng. Vương quốc của ta nổi tiếng là giàu có. Lũng cũng lũng vừa vừa thôi chứ đi ăn tiệc nhà vua mà lũng quá như vậy hả? Dạ. Đúng rồi. Dạ tại vì phong cách giờ muốn khoe với ai? Muốn khoe với công chúa? Dạ không, khoe với đức vua. Khoe đức vua tới ông nội đức vua hả? Dạ không, đẹp. Con thấy đẹp tại vì phong cách bây giờ mấy đứa trẻ nó vậy đó, tại mới hai mấy à, nên là mặc theo phong cách mấy đứa trẻ giờ, chứ đức vua mặc gì ai coi. Nên là cho ta xin cái áo. Phong cách mấy đứa trẻ bây giờ là mặc áo vúng bèo rồi mặc quần lủng lỗ vậy đó. Cởi áo khoác ra nhanh. Dạ, đúng lên rồi. Cởi áo khoác ra nhanh. Cởi luôn hả? Tao muốn cái gì là phải có cái đó. Con tao muốn tại gì? lạ quá đó giờ. Ủa lấy thiệt luôn hả? Rồi đưa đây cho ta. Tại ngươi là nam đó chứ nữ là bắt đầu tới ta nè. Đứng lại. Các nàng từ đâu đến? Dạ ngài muốn biết chúng tôi là ai à? À thì ra là từ bệnh viện đến à. Dạ con cũng nghĩ vậy. Cảm ơn các nàng đã bỏ bệnh viện để đến đây. Dạ. Khi các nàng giới thiệu ho là biết là đang bị cảm mà vẫn tới đây. Hả? Cảm ơn. Không phải là bị ho. Xin rồi thấy đức vua không nhận ra tụi em là ai hết hả? Dạ. Làm lại coi. Quen vua, không đức vua? Vua. Không ấy phải lưu đưa xương bá chúc anh đại không vậy? Thằng này sao nó mới ở trong bệnh viện nè. Con nghĩ cái là... mặt nó cũng ngơ ngơ, tao cũng nghĩ nó ở bệnh viện ra đó. Nghe nhạc gì mà không biết chúng tôi là ai à? Đâu làm lại cái nữa chơi. Rảnh quá nhây. Vậy thôi. Mình giới thiệu đi chị, mình là ai vậy chị? Dạ xin tụi chào em là vua. Tụi lọ lem song sinh. Dạ. Lọ lem song sinh. Cái bài hồi nãy của lọ lem à? Con cũng nghĩ vậy, kỳ quá. Cái bài hồi nãy hình như nó sai á. Dạ không, em mượn nhạc để cho nó có cao trào á đức vua. Dạ. À xong lấy cao trào xong lấy em của ngày hôm qua vợ người ta. Dạ tại mình đang ở. Tại mình đang mặc đồ cổ điển cho nên mình phải xài. Ê, mặc đồ cổ điển nó cũng phải đúng nhạc chứ. Đâu có ăn cắp nhạc của người khác như vậy được. Vua cha, con nghĩ là vua cha nên lấy một món gì đó trên người hai bọn họ đi. Hả? Lấy ít thôi, lấy cái váy thôi. Con nghĩ nên lấy phần trên. Lấy phần dưới ư? Lấy phần trên. Lấy phần trên. Ê, cung điện mình diện tích có hạn, lấy phần trên đó kho đâu mà để. Ồ, đúng rồi đó, lấy phần trên kỳ lắm. Con hiểu rồi. Không ai lấy cái đầu được không? Lấy đầu nhà ngươi đó. Con bánh bèo. Có duyên dễ sợ. Cha. Hả? Ở đâu vậy? Cha. Sao anh trai kỳ vậy? Hôm nay là sinh nhật của con, là ngày kén vợ cho con. Tại sao con ăn mặc giày thì chiếc có chiếc không, trên tay còn cầm chiếc giày của ai vậy? Dạ thưa cha, thì cha cũng đã biết rồi đó. Gia đình mình vừa bị trộm, mất hết một chiếc giày. Thế là con lang thang ra bãi dê chai và lượm điếc này để thế. Nhưng con thấy cái chiếc giày này thân thuộc và nó hợp với chiếc này quá, nên trời, con xin vua cha người nào mang vừa chiếc giày này sẽ là người sẽ sống chung với suốt đời, bởi vì năm nay là ngày sinh nhật của con. Sẵn đây ta sẽ kén vợ cho hoàng tử, nếu trong hai người kể cả ba người luôn. Hả? Bánh đều được. Được hả? Người nào mang vừa chiếc giày này ta sẽ cưới ngài cho
cho hoàng tử. Ê, 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 hỏi Yến cái được không? Nó nghe nè, nó nghe nè. Con hoàng thượng bệnh. Bây giờ ba đứa mình cứ thử đi. Ba đứa mình cứ thử đi. Ủa, nó thử rồi, lỡ lên lên cho ba đứa vừa rồi. Lại nó làm cái gì? Chia, mình chia tài sản, hiểu không? Nó giàu lắm, nó giàu nhất cái xứ sở này đó. Cái mặt nó cũng kỳ kỳ á. Thôi xong chưa? Sao? Dạ xong rồi, cho phạt đền thế được không? Đợi xíu. Giờ sao giờ? Bây giờ cứ thử đi. Ba đứa đứa nào vừa rồi mình gom tài sản của mình chia ba. Trời ơi tham quá à. Dù nhưng mà cái lộn nụ mà. Cái tối động phòng mới là cái quan trọng. Bây giờ ai là hưởng? Chị hưởng cho. Chị hưởng cho. Chị nha. Chị trước nha. Ok chơi. Chị nha. Dạ, xin mời. Dạ thôi đức vua. Ráng lên chị. Xin mời thí sinh nặng ký nhất. Hoàng tử à. Dạ. Khi con để đây là con không tôn trọng người khác. Dạ. Cầm chiếc giày lên. Để trên đây nè. Hả? Trời ơi. Trời ơi. Sao bà mang? Wow. Mang đi. Dạ thưa đức vua. Thần thiếp. Hoàng thượng đang chủ mưu trí của nàng đó. Thần thiếp có giới hạn. Thần thiếp mà để trên này thì ôi trời ơi chắc chết. Hoàng thượng đang thử trí thông minh của nàng đó, hãy xử trí đi. Miễn sao nàng xỏ được vào chiếc giày thì được. Ta sẽ chỉ cho. Hả? Leo lên đây. Rồi xỏ tôi đây. Thôi 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 chàng ơi, chàng đừng có hại thiếp mà trời ơi. Kìa có người hy sinh cho chị kìa. Thôi 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 được rồi để chị. Trời ơi bà nha. Bà ráng luôn đó hả? À. Coi chừng bị trật khớp đùi nha. Ồ. Trời ơi chắc chết. Wow. Ta chưa thấy ai mà khùng như con này. Nhảy như vậy máu nó tụ xuống chân thì làm sao mang vừa chiếc giày đó được. Ta thấy có vẻ hơi hơi bị khó khăn đó nha. Không có được rồi. Đáng rồi chị ơi. Đâu phải để chị đây thôi. Qua dừa quá ha, nguyên cái gót lòi luôn nè. Trời dừa dễ sợ, trời chân bị nước gót khô quá. Chà, không ổn rồi, nếu để giày tét dài mất. Lấy ra ngoài. Rồi, nghỉ phẻ. Này vô nghỉ đi hết rồi. Để em, để em. Rồi, tới thím áo xanh nè. Chị, cẩn thận quá bé nhỏ mà. Giờ sao, để em đó hả? Cho mượn cái đùi đi. Trời ơi. Cô dạ, chừng giùm cái coi. Cô chừng halo em ơi. Sắp vừa rồi. Sắp vừa rồi. Vừa đi. Sắp vừa rồi. Xong vô. Vừa đi. Xong vô. Vừa rồi. Vừa rồi. Vừa rồi. Khoan. Vừa rồi. Vừa rồi. Vừa rồi. Nè nó vừa rồi. Vừa làm ai là vừa rồi. Nhà người có em không? Trời ơi, im nè, để ta là ta là người phát sinh với cái cung này. Nếu mà vừa á, không có dễ ra vô vậy đâu. Nè, thấy không? Vừa là ta phải vừa khít nè, làm gì ra rồi gì được. Không ổn đâu. Đây leo xuống đi. Ủa sao bộ năm móng chân mà một móng vàng bốn móng hồng vậy? Thì tay bây giờ nó vậy đó chị. Ơi, ngồi leo xuống đi. Leo xuống về bắt con mèo về chơi đi nha. Em không có thích con mèo. Leo xuống về bắt con mèo chơi đi. Chị Bánh Bèo, mời chị. Chị Bánh Bèo. Còn ai trong hoàng cung này nữa? Chị Bánh Bèo. Mời bà Kevin. 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 Kevin còn có nickname là kéo quân. Kevin. Trời ơi. Nhiều khi sai dừa đó. Rồi. Chàng có thể để y xì nãy được không? Quỳ xuống. Bài đá hả? Bài đá. Không có. Bài vô. Sọt một cái là vô luôn. Là đi thẳng vô phòng luôn. Không, vô rồi đi luôn. Người ta muốn sọt một cái là vô luôn mà. Sọt sao cha? Đi lên trên. À. Để nó bay lên mà. Oh. Không mà quay thử. Bay lên đi. Bay lên đi. Bay lên đi. Bay lên đi. Có gì rách ta khâu giùm cho. Ồ, thông minh ha, sọc cái dài chân phải, sọc chân trái. Wow, wow, được không? Được không? Chứ hoàng cung này cũng đang thiếu thái giám nhiều lắm. Nhắm được. Làm.
Không bay được à? Không bay được thì lấy xuống. Đừng hành hoàng tử như vậy. Chà, hoàng cung này có bao nhiêu người? Ba người vẫn chưa ai mà chưa người này vẫn chưa còn, còn. Nếu mang dừa cầm để đẩy vô cái không thích ta thì ta gả công chúa cho cũng được. Giải cứu, đừng có vỗ tay lộn người rồi. Ta chỉ là một công chúa ở xứ sở chùa vàng. Ta ghé lại đây, ta tham quan cái lễ hội. Ôi, ôi, ở đây người đông quá. Ôi, nhưng mà không ai đẹp bằng ta hết. Wow. Chị nói nghe nè. Ơi, ăn đu đủ nhiều quá hay sao mà vàng dữ vậy? Không có, ăn ấy nó mới vàng vậy đó. Không mấy giờ chị thử dài luôn hả chị? Ủa tự nhiên cái đi ngang qua đây cái kêu thử dài hả? Ngày hôm nay. Dạ, trước khi thử dài, dạ cho con xin chào mọi người. Dạ, con chào ông. Ê, vua cha. Ồ, chào vua cha. Dạ chào mẫu hậu. À, không phải hả? Sao thấy mặt mà giống nhau quá. À, đây ai vậy? Nô tỳ Sora. Lọ lem song sinh. À, lọ lem song sinh hả? À, còn đây ai? Bánh đèo. Bánh đèo vô dụng hả? Oh yeah. À, còn đây ai? Chú hề hay xiết khỉ vậy? Thái tử. Đây là hoàng tử con ta đó. Ông hoàng tử à? Thằng nói lộn ngôn. Ta xin lỗi hoàng tử rất là nhiều. Ta rất là xin lỗi hoàng tử. Còn nàng là ai? Dạ. Nàng là ai bị lang thang mặc bộ đồ vàng? Dạ. À, xin giới thiệu với hoàng tử. À, ta là công chúa xứ sở chùa vàng. Xứ sở chùa vàng. Chùa vàng. Ở đó kinh doanh gì? Vàng. Kinh doanh vàng. Nên ta mặc đồ vàng. Và ta bán vàng. Nhìn tưởng đâu nàng mới xuất hiện từ khu bò cạp vàng chứ. Hàng gì? Chà, cô công chúa nước láng giềng qua thăm nước ta, cô nên cho cô ấy thử đồ dài này không? Nếu còn muốn, con cứ cho thử. Con nhắm con lấy được không? Vua cha, con nhìn thấy có tướng phu thê đó nè. Vậy thì cho ta thử liền đi, tại vì ta cũng đang ở tuổi ế chồng. Ở bên em mới gụng nụ, bên em gụng tới cái gì luôn rồi đó. Lẹ lên đi anh. Một lời nói ra bố con ngựa giết theo không kịp. Chà, bây giờ sao cha? Giờ mình cho thử đi. Khoan, để cúng dài cái đã. Sao không phải cúng vậy? Cảm ơn, đừng có dừa giùm con cái nha má. Dừa tay ta mới thử được chứ. Cởi cái đôi này ra là xuống. Bình thường ta cao 1m72 đó, mà giờ đi đôi này chắc còn thức mốt quá. Trời ơi. Cái gì vậy? 1m72 đầy đôi guốc. Đất lung. Bình thường 1m72 tháo ra vậy đó còn có thức mốt à. Trên đây nuôi cá được nè. Tưởng đâu cung đình có gà chứ. Nàng làm ta hết hồn. Dạ, ta có tưởng gì đâu mà đang bị động đất. Nó lúng chỗ nàng đứng nhớ. Trời ơi. Bắp chuối. Không vừa. Nào quá đúng không? Tháo ra đi. Vừa y chang luôn chàng ơi. Vậy là chàng phải lấy em rồi. Chàng ơi. Vừa đi. Phu nhân của ta đâu? Trời ơi. Phu nhân của ta đó. Ủa, thì đó là nàng đã có gia đình rồi à? Gia đình lâu rồi, hai đứa lấy nhau 8 năm rồi. Lấy hồi nào? Oh no, lấy cái giày ra đi. Lấy nào giày ra. Tại sao vậy? Nàng đã có chồng rồi mà cô đi thử giày của thằng khác là sao?
Trời ơi. Đúng rồi. Đánh nữa. Ở đây là hoàng cung, ngươi không được vô lễ. Nhà ngươi biết nào. Phán vô mặt đó anh. Tại sao lại như vậy? Tại sao có chồng rồi mà còn đi lén bén đi thử giày muốn kim muốn chồng khác? Ui ta hạnh phúc quá, cảm ơn nàng ly dị. Chàng ơi, thưa vua cha, một sự vu khống, ta chưa có chồng. Đã lâu nay mới gặp Thái ức chừng nhừng. Không phải. Cái gì? Cái này là Annabelle phiên bản tóc bạc. Đây là đâu? Đây là hoàng cung. À, ta biết rồi, nhìn quen lắm. Phải Elsa trong phim ấy không? Phải Elsa không? Giống mặt Elsa không? Bà đi vô đây. Đúng rồi. Nói cho bà biết, hồi xưa là tôi bị mù, tôi mới lấy bà. Nghe chưa? Đứng đi bây giờ đừng nói tiếng nào hết, tôi lại bà. Thôi để cho một chuyện kết thúc nhanh nha. Dạo này luyện võ vẫn đều chứ hả? Lý bách không? Đừng nói bậy. Ta là tiên. Tiên sao đeo những hộp vàng bự vậy? Hả? Tiên sao đeo những hộp vàng bự vậy? Ta muốn biết bao nhiêu thì có. Nghe chưa? Đừng có thắc mắc. Đây là thiệp mời gia tiệc hoàng cung à. Đây là hoàng cung phải không? Dạ đúng. Đây rồi, hoàng cung đó. Ủa sao lạ vậy? Chết rồi. Thì ra là do không khí ô nhiễm cho nên ta không định vị được. Ta nhận được thiệp giữ hoàng cung mà ta tưởng tấm cám, thì ra là của lọ lem à. Chết ta rồi. Gì vậy trời? Dạ. Không, rồi đó. Thôi, ta biết ta có lỗi rồi. Ta đi đây. Gì vậy? Vẫn chưa hiểu. Ông này là ông bụt ở trong chuyện tấm cám. Thôi, nói chung là cái chuyện thứ hai là của người ta. Bà đi về nhà với tôi. Không được, ta đã lấy chồng hoàng tử rồi. Ta không thể nào mà lấy một cái người nghèo hèn như ngươi đâu. Đi đi. Ôi, ta mừng quá. Trời ơi. Nếu chúng ta là của nhau, hoàng chúng ta sẽ lụm nụ suốt đời với nhau. Thì nàng đã mang đôi giày đó của ta vừa, thì ta cũng phải mang đôi giày của nàng vừa. Bây giờ trước tiên ta muốn hỏi chàng là năm nay chàng bao nhiêu tuổi? 20. Vừa tròn 20, chạm vào mỹ quý. À, chàng mới 20 à. Vậy là thiếp hơn chàng 20 tuổi. Thiếp năm nay 40. Hợp lắm, xứng đôi vừa lứa. Đúng không, vua cha? Cha, ngày hôm nay sinh nhật của con, cha phải chiều con chứ. Mẹ mất cũng đã lâu rồi. Ai mang dừa đôi hài này sẽ là hoàng hậu, vợ của cha ta. Thì chắc bà mập này bà vô nè. Bà đó đó. Dạ bà đó tiêu lấy được ta. Ra đây. Trời ơi, khác kìa chị. Tới luôn đi chị. Thôi chị dừa cho em đó, ổng thấy ghê quá. Thử được mà. Ổng thấy ghê quá. Chị, em nhắm là cái size chị vô dừa đó, chị thử đi. Nãy giờ em nghi là có cái duyên tiền định. Ủa, hai người lấy hai nhau người rồi. Áo đỏ luôn kìa. Mặc bộ đồ y chang mà. Có số phu thế. Sao cha? Sao tự nhiên cha có chiều ý con không cha? Tùy con. Sao em? Thì trên đời chị cũng có đời em đi. Nhưng mà thôi đi. Thử đi. Dạ sao cha? Ta nói cho các người biết, yêu nhau là phải tìm hiểu nhau. Không phải chỉ có một chiếc giày là lấy được nhau về sống hạnh phúc bên nhau. Thôi các người đã tới đây rồi thì hãy chung vui với hoàng tử. Còn tất cả những gì thuộc về số mệnh thì cứ để cho số mệnh định liệu. Còn không phải lấy vợ năm nay thì năm sau. Nhưng người con thương phải là người con tự tìm hiểu chứ không phải từ chiếc giày. Con dạ, có hiểu không? Con hiểu ý cha. Rồi. Ngày hôm nay. Nói đúng. Gì nói cha? Cái gì vậy? Chưa được đúng. Sao không cho kết tình? Ta biết ta đã sai, rồi ta quay trở lại ta sửa sai. Theo mấy ngàn năm tuổi của ta, ta có kinh nghiệm, ta nhìn ta biết ở giữa chốn đông người này đã có nhân duyên xếp đặt sẵn sàng, người có số lấy nhau. Đưa ta đây. Hả? Đây. Đi đâu vậy? Số người là phải lấy đức vua. Xong rồi, ta đi đây. Bụt, mà thấy không? Thôi cha, tôi nói là hay hơn mà. Hôm nay là ngày vui của con. Với lại cái độ tuổi con đã chín mùi rồi.
Thật ra con đọc mấy chuyện cổ tích rồi thấy thử dài đem về hoàng cung tích vậy thôi. Nhưng mà tình yêu là phải đến từ ai con tim đích thực. Nên con đã hiểu ý cha ngày hôm nay, con đã chững chạc rồi. Cha hãy tuyên bố cho buổi lễ bắt đầu đi cha. Bắt đầu buổi lễ. Nhảy đi nào. Khoan, chờ tay đi. Thank you.